câu hỏi về đây. Thì ban tổ chức đã tập hợp và gửi lên đây thì chúng tôi sẽ như lý như pháp để trả lời cho các Phật tử. Buổi pháp thoại hôm nay thì câu hỏi thứ nhất, có một Phật tử hỏi rằng kính bạch thầy, cho con đọc kinh Địa Tạng thì biết được ở phẩm thứ tư Đức Phật dạy rằng nếu chúng sinh nào quy y với Ngài thì được công đức vô lượng, thoát ly ba đường ác. Con xin Thầy chỉ cho chúng con biết được quy y như thế nào là cho đúng pháp. Người bị ốm nằm trên giường thì có quy y được không? Và có công đức như thế nào? Ở đây Phật tử này có nói rằng dẫn ở trong kinh Địa Tạng phẩm thứ tư nói rằng Đức Phật dạy rằng nếu mà có chúng sinh nào mà quy y với Ngài Địa Tạng thì được vô lượng công đức, được thoát ly ba đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đúng vậy. Như chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, Ngài đã chứng được sáu pháp thần thông. Ngài đã thấu hiểu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Cho nên Ngài nhìn thấy chúng sinh ở trong cõi đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung khổ đau này. Vì sao mà lại sinh vào cõi đời ngũ trược như thế? Chính vì kém phúc vậy. Vì nhiều đời, nhiều kiếp về trước, những chúng sinh đó đã gieo tạo vô lượng ác nghiệp. Nhưng cũng do một cái nhân duyên, may mắn là cũng đã gieo trồng được một chút là phúc, cái hạt phúc, cái ruộng, cái hạt giống phúc điền. Cho nên ở đời này kiếp này được sinh ra làm người và được gặp Phật Pháp, được gặp kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong kinh nói rằng nếu mà chúng ta sinh ra được thân người là khó, mà nay chúng ta đã được rồi, tức là một cái nhân duyên rất là lớn. Được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, mà chúng ta lại gặp được Phật Pháp, gặp được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và các kinh điển của Đức Phật còn trụ thế, đó cũng là một cái nhân duyên rất lớn đối với chúng ta. Khi gặp được mà chúng ta biết phát khởi cái tâm thành kính, phát khởi cái tâm bồ đề để mà quy y Tam Bảo. Ở trong kinh này thì nói là quy y với Bồ Tát Địa Tạng. Chứ quy y nghĩa là gì? Nghĩa là nương tựa. Chứ quy có nghĩa là quay về, là trở về. Chữ y có nghĩa là nương tựa, là nương nhờ. Chứ quy y với Bồ Tát Địa Tạng tức là quay về để nương tựa theo Bồ Tát Địa Tạng để mà tu hành. Nương tựa thế nào? Cái điều đầu tiên ở trong kinh điển của Đức Phật, đặc biệt là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, được các vị Pháp Sư ở trong Phật giáo xếp bộ kinh này vào một bộ kinh gọi là Hiếu Kinh ở trong nhà Phật. Tức là gì? Lấy hạnh hiếu làm đầu, đặt hạnh hiếu lên hàng đầu. Cho nên ở trong bốn tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lên là bốn lần tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Và đặc biệt Ngài đã phát tâm từ vô thủy kiếp, Ngài đã thể hiện ra vô lượng các tiền thân như vậy để báo hiếu, để phổ độ chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đau Lợi không thể nói hết được. Cho nên Đức Phật Ngài chỉ lấy bốn cái tiền thân quan trọng, tiêu biểu nhất để mà nêu ra, để mà nói ra ở trong chúng hội ấy. Và đồng thời cũng để cho chúng ta noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng
để mà thực hành. Nay chúng ta nương theo Bồ Tát Địa Tạng để học đạo. Học ở cái gì? Chính là học ở cái tâm hiếu hạnh của Ngài vậy. Ở trong đạo Phật, các Phật tử chúng ta thường hay nghe thấy là gì? Có câu nói là gì? Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Vậy cái tâm hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ, với tổ tiên, đó chính là cái tâm gì? Tâm của Phật, tâm của Bồ Tát. Vì sao mà Đức Phật dạy chúng ta lại phải lấy tâm hiếu với ông bà, cha mẹ và tổ tiên? Vì có tổ tiên mới có ông bà chúng ta, có ông bà chúng ta mới có cha mẹ chúng ta, và có cha mẹ chúng ta mới có chúng ta. Đó chính là cái đạo lý. Cái đạo lý ấy mà người học Phật chúng ta không ai được lãng quên. Nghĩa là ai cũng phải ghi nhớ nó, ai cũng phải đặt cái tâm hiếu thảo đó để mà lo mà báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Báo đáp bằng cách nào? Ở thế gian có rất nhiều cách họ nói rằng có thể dùng để báo đáp ông bà cha mẹ tổ tiên. Ví dụ như đối với tổ tiên đã mất thì phải hương khói phụng thờ. Đối với ông bà cha mẹ về già thì phải chăm sóc, dưỡng nuôi, thuốc thang, cơm cháo. Mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, làm cho cha mẹ vui khi cha mẹ buồn, chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang, cơm cháo, dưỡng nuôi, chẳng để cho cha mẹ phải phiền lòng về chúng ta, vân vân. Đó chính là cái hạnh hiếu thảo ở thế gian. Hạnh hiếu ấy đủ chưa? Đối với thế gian thì họ cho đó là đủ. Nhưng đối với Đức Phật và đối với giáo lý Phật Đà, Đức Phật nói rằng dẫu cho người phận làm con, người làm con báo hiếu cha mẹ cả cuộc đời này, lo cho cha mẹ không bị túng thiếu cái gì, mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, làm cho cha mẹ nở nụ cười quanh năm ngày tháng, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi cha mẹ chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Đức Phật nói như vậy chưa đủ. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài nói rằng người con chí hiếu, đó chính là người con biết dùng các phương tiện khéo léo, dùng cái tâm chân thành, dùng cái trí tuệ mà mình đã học được ở trong cửa Phật, ở trong giáo lý của Đức Phật, đem giảng giải và khuyên cha mẹ, khuyên ông bà chúng ta biết phát cái tâm là gì? Tín kính. Biết phát cái tâm là gì? Thiện lành. Và đặc biệt là biết tin vào Tam Bảo. Tiếp đến là biết gì? Quy Tam Bảo. Biết niệm Phật, biết lạy Phật, biết tụng kinh, biết sám hối và biết phát nguyện vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc rằng các thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật. Làm được như thế mới gọi là người con chí hiếu. Tức là những người con làm được cái hạnh hiếu đến tột cùng. Không còn một cái hạnh hiếu nào có thể trên cái hạnh hiếu là làm cho bố mẹ được giải thoát, được thoát ly sinh tử, vĩnh viễn xa rời sinh tử khổ đau, không bị đọa lạc trong luân hồi lục đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh trời người Atula nữa. Đó mới là đứa con chi hiếu. Thế còn đối với Đức Phật nói rằng dẫu cho con lo cho cha mẹ chúng ta báo hiếu đến trọn cả trăm tuổi,
Nhưng không biết khuyên cha mẹ tu tâm tích đức, tu nhân hành thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, quy kính Tam Bảo, chí thành, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, vân vân đó. Để gieo cái hạt giống Bồ Đề vào trong tâm thức, trong A Lại Gia thức của cha mẹ chúng ta đó. Gieo cái chủng tử thiện, cái chủng tử Bồ Đề tâm đó, để khiến cho cha mẹ chúng ta được nhập vào, được vào ngôi nhà của Đức Như Lai, tức là được được dự vào cái hàng ngũ hải hội thánh hiền, thoát ly sinh tử chúng khổ của những bậc thánh xuất ly tam giới đó. Thì Đức Phật nói nếu chưa làm được như thế, ở trong đối với trong Phật môn chưa phải là người con chi hiếu, đối với thế gian thì hầu hạ cha mẹ ông bà vân vân đó cả cuộc đời đó, thì đó gọi là đứa con hiếu thảo. Nhưng mà để đến đạt đến mức chí hiếu ở trong nhà Phật thì chúng ta phải làm được như thế. Cho nên ở đây gọi là quy y Bồ Tát Địa Tạng, nghĩa là nương tựa vào á Bồ Tát Địa Tạng để tu. Thì Bồ Tát Địa Tạng tu như thế nào? Ngài á, vì thấy chúng sinh khổ mà phát Bồ Đề Tâm. Vậy nay chúng ta gì? Muốn cho cha mẹ chúng ta, ông bà, tổ tiên chúng ta thoát ly sinh tử chúng khổ thì chúng ta cũng phải phát Bồ Đề Tâm. Rộng ra là muốn cho tất cả các loài hữu tình thoát ly sinh tử chúng khổ, chúng ta cũng phải phát Đại Bồ Đề Tâm. Cho nên ở đây, người quy y đúng như Pháp, tức là phải nương theo lời Phật, lời Bồ Tát dạy ở trong kinh để mà thực hành. Phật bảo chúng ta đừng có sát sinh. Vì sao đừng có sát sinh? Vì mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của chính bản thân chúng ta, bản thân của cha mẹ chúng ta vậy. Cho nên người học Phật mà chúng ta nhận biết được tất cả chúng sinh có mạng sống cũng như mạng sống của bản thân chúng ta và bằng mạng sống của cha mẹ chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ quý kính, sẽ tôn trọng mạng sống của tất cả các loại chúng sinh đó như tôn trọng mạng sống của cha mẹ chúng ta và bản thân chúng ta. Như vậy thì chúng ta mới không giết hại chúng sinh được. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm, phát cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả để mà đối đãi với chúng sinh, để mà tiếp nhân độ vật. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Đó gọi là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng một cách chân chính. Đó gọi là quy y Bồ Tát Địa Tạng một cách gì? Chân chính. Đó cho nên Phật tử hỏi rằng, xin hỏi là xin Thầy cho chúng con biết thế nào gọi là quy y đúng Pháp. Đó chúng ta cứ hiểu cái chữ quy y là gì. Chữ quy có nghĩa là quay về, chữ y có là nương tựa. Chứ quy y có nghĩa là quay trở về nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào chính Pháp. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào Phật, vào Pháp và vào Tăng. Đó cho nên chúng ta học Phật không phải là chỉ học ở trên đầu môi chóp lưỡi, không phải là chỉ học thuộc một vài bộ kinh, một vài câu thần chú để chỉ tụng hàng ngày. Chúng ta dẫu cho có tụng được hàng ngàn bộ kinh mà không hiểu nghĩa kinh để mà thực hành thì cái công đức phúc báo của chúng ta chưa được viên mãn, chưa được rốt ráo, chưa được thành tựu vậy. Mà chỉ có một chút phúc báo nho nhỏ ở thế gian thôi. Cho nên mục đích chuyển pháp luân của Đức Phật chính là đem gì? Khai thị cho chúng sinh, tức là mở bày chi kiến Phật cho chúng sinh, chỉ bảo cho chúng sinh biết được tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Hiểu được như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh. Quy Phật chân chính, quy Pháp chân chính, quy Tăng chân chính. Ngài Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Quy Phật có nghĩa là gì? Quy y giác. Giác á, thì thường không quản mê. Quy y pháp
là quy gì, quy chính. Chính thì chắc chắn thì không có tà. Quy tăng á là quy tịnh. Tịnh có nghĩa là gì? Không có sự đấu tranh, không có sự phân biệt, không có sự tranh giành. Vì tự tính của Phật là gì? Là từ bi, là bình đẳng, là giác ngộ. Tự tính của Pháp á là tịnh mà không nhiễm. Tự tính thanh tịnh của Tăng á là không có sự đấu tranh, không có sự phân biệt, không có sự tranh giành ở trong đó. Cho nên á, ở đây Phật tử hỏi rằng á, quy như thế nào cho đúng pháp, thì vì nhiều câu hỏi cho nên thầy cũng chỉ có giải thích sơ lược qua như vậy. Rồi Phật tử còn hỏi một ý nữa rằng á, người ốm nằm ở trên giường bệnh thì có quy được không, và có được công và được và có công đức như thế nào? Ở trong cửa Phật á, thì Đức Phật cũng khai cho có rất nhiều phương tiện. Nếu mà như ở trường hợp mà người bị ốm nằm liệt giường liệt chiếu, không thể đi tới chùa để quy Tam Bảo được, thì có thể thỉnh tăng đến để quy Tam Bảo tại nơi giường bệnh cho bệnh nhân đó cũng được. Trong giới luật còn nói rằng nếu bệnh nhân đó mà yếu quá không thể nghe được suốt cả một bài khai thị tiền phương tiện trước khi quy y, thì chỉ cần nói vắn tắt cho họ hiểu là được, xong rồi truyền giới tam quy cho họ. Truyền càng ngắn gọn càng tốt, miễn là làm sao để họ nhập tâm, cái bệnh nhân đó nhập tâm và họ gì, họ phát bồ đề tâm, họ tín thọ phụng hành, thì vị đó cũng đắc được giới thể tam quy như thường. Và một điều đặc biệt nữa, ở trong kinh luận có giải thích rằng nếu mà ở trường hợp mà người ốm người bệnh đó rất muốn quy Tam Bảo nhưng mà không có chư tăng, không có chư ni, tức là không có những người xuất gia đến để bên giường bệnh để truyền giới cho đó, thì nói rằng ngay chúng ta lấy cái ở trong lấy cái nghi thức quy y ra, chúng ta đọc ngắn gọn cho người đó và người đó có thể phát nguyện, chúng ta miễn là chúng ta là Phật tử rồi. Nhưng mà thường cái này là chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt, đó là những nơi biên địa, những nơi hải đảo, những nơi xa xôi, trải qua hàng trăm cây số thậm chí xa hơn, không có tăng ni xuất gia, thì chúng ta mới có thể dùng một Phật tử để nói pháp cho một thiện nam tín nữ bị bệnh trên giường, cũng có thể Đức Phật nói đó, cũng có thể khai cho, và chúng ta đọc cái lời quy y là tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm, và bảo họ đọc theo. Nếu họ không đọc được ra miệng thì họ đọc ở trong gì, trong tâm cũng được. Rồi tự quy y pháp, đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, bảo họ đọc theo. Rồi tự quy y tăng, đương nguyện chúng sinh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại, bảo họ đọc theo. Kinh luận Đức Phật nói khai cho những trường hợp đặc biệt, đó là gì? Những thiện nam tín nữ, những bệnh nhân đó tha thiết quy y Tam Bảo mà trải qua hàng trăm dặm, hàng trăm cây số, vài trăm cây số, không có tăng ni xuất gia, không có người xuất gia, thì chúng ta có thể phương tiện làm điều đó được. Hoặc rằng á, chúng ta có thể không thỉnh được tăng ni đến, thì chúng ta có thể đi đến một cái nơi có tăng ni đó, họ làm lễ và họ viết cho cái điệp quy y Tam Bảo và bảo về chúng ta cứ như pháp, để đứng ở bên cạnh đầu giường để đọc 3 lần cho cái bệnh nhân kia nghe, và đọc 3 lần xong bệnh nhân kia cũng có thể gì? Đắc giới đó. Cho nên ở trong nhà Phật thì cũng có nhiều cái ấy, khai môn khai phương tiện như vậy để các Phật tử chúng ta cũng biết. Cho nên ở đây nói rằng những người bệnh nhân ốm mà nằm trên giường quy y thì có được công đức không? Có được, nếu nhất tâm thì vẫn được, vẫn đầy đủ công đức như chúng ta quy bình thường, nhưng mà phải bệnh nhân đó phải nhất tâm, phải là ốm thật sự. Nếu mà còn khỏe thì phải ngồi dậy hoặc là quỳ xuống để gì, để nhận cái pháp tam quy và phát nguyện tam quy. Khi tam quy á, thì nên có gì, đối trước một cái ảnh của Đức Phật hoặc Bồ Tát thì sẽ như pháp hơn, đúng hơn đó. Hoặc tôn tượng cũng được, tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, tùy theo Đức Phật A Di Đà hoặc Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư, vân vân đều được cả. Bồ Tát thì có thể Địa Tạng hoặc Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân đều được cả.
Đó, miễn là có tranh ảnh và tôn tượng của Bồ Tát để cho người đó nhìn thấy và người đó phát được cái tâm cung kính và cái tâm là gì? Muốn quy y với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Đấy là trả lời câu thứ nhất. Câu thứ hai, có Phật tử hỏi rằng ạ, con bạch thầy, khi có cha già mẹ mất thì nghi thức an táng phải có quần áo, gương lược mới và một quyển kinh kỳ cầu mang theo. Khi cải táng thì phải bỏ vào trong tiểu quách vàng hoặc bạc để ngăn cản ma quỷ khác bắt nạt. Việc này có đúng không? Và khi người thân chúng con mất, chúng con nên làm gì để tốt nhất ạ? À? Mong thầy hoan hỷ chỉ giáo cho. Ở đây Phật tử này có nói rằng á, khi cha mẹ già mất thì nghi thức an táng phải có quần áo, gương lược mới và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Đó. À, cái này thì tự là các Phật tử chúng ta bịa ra thôi. Quần áo thì đương nhiên rồi, cái quần áo phải mặc vào thì đương nhiên là cũng phải như chúng ta này thôi. Người nào mất thì cũng phải thay bộ quần áo mới vào đó, hoặc bộ quần áo mà người đó yêu thích hàng ngày hay mặc vào đó. Đó. Thì đấy là đương nhiên. Còn gương lược và một quyển kinh kỳ cầu mang theo thì cái này chúng tôi chưa nghe các hòa thượng, các thượng tọa ở trong giáo hội giảng dạy là phải có cái đó. Chúng tôi 8 năm đi học, ngồi trên ghế nhà trường, 4 năm học trung cấp, 4 năm học học viện, học với rất nhiều các hòa thượng và các vị thượng tọa, các vị đại đức danh tiếng ở trong giáo hội, tài đức ở trong giáo hội và đạo hạnh ở trong giáo hội, cũng chưa thấy hòa thượng thượng tọa đại đức nào giảng dạy và nói rằng khi người chết là phải có gương lược mới và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Chưa có. Tôi chưa từng thấy, 8 năm ngồi trên ghế nhà trường chưa từng thấy vị nào nói như vậy. Và từ đó, từ khi học xong cho đến nay cũng đã 11 năm rồi. 8 năm cộng 11 năm chúng tôi đi Hoằng Pháp và cũng đọc rất nhiều kinh luận của Phật giáo, cũng không thấy kinh luận nào á giảng rằng người chết, sau khi người chết phải có gương và lược mới và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Tôi chưa từng đọc thấy mà cũng chưa từng nghe thấy vị hòa thượng thượng tọa đại đức nào ở trong giáo hội giảng như vậy. Cho nên ở đây á, tôi nghe nói là có một số địa phương, những nơi mà không có tăng ni trụ trì, khi trong địa phương có người mất á, các Phật tử á, tức là các cụ già á, nói là các Phật tử thì không biết nó có đúng nghĩa không. Vì á, tôi đi đến một số chùa, vì chúng tôi hay làm công tác giáo hội cho nên thỉnh thoảng phải đi va chạm với các chùa, đặc biệt các chùa chưa có sư chúng tôi cũng phải đến. Tôi đến đó nghe các Phật tử ở đó nói rằng, khoe rằng là ở đây chúng tôi á, là đi quy phải đến hàng có cụ đến 50 năm rồi. Có cụ 20 năm, có cụ 10 năm, có cụ 15 năm vân vân. Thế tôi hỏi rằng các cụ ngày xưa đi quy ở chùa nào? Và chúng tôi quy ở tại chùa chúng tôi. Thế là các cụ thỉnh thầy nào, thỉnh hòa thượng thượng tọa hay là đại đức nào hay là sư ni ni sư ni trưởng ni sư sư cô nào về giảng và truyền giới quy cho các cụ? Và không. Chúng tôi không thỉnh hòa thượng thượng tọa, không thỉnh ni trưởng ni sư đại đức rồi ni cô nào về giảng và truyền giới chúng tôi cả. Gọi là ông thống trong chùa đấy truyền giới tam quy cho chúng tôi. Thế là ông thầy cúng ạ, truyền giới tam quy luôn. Cái ông thầy cúng ở trong chùa được các dân được vãi là để bầu ra để trong chùa để hương khói quét tước chùa chiền á, làm là phép tam quy luôn cho các cụ, và các cụ thì nghiễm nhiên trở thành một Phật tử. Tôi nghe mà thắt cả lòng. Thảo nào mà nhìn thấy sư cái câu chào Nam Mô A Di Đà Phật cũng không biết nữa. Thảo nào mà quy y 50 năm rồi nhìn thấy sư rồi vẫn gọi sư bằng anh. Thảo nào mà đi quy 50 năm rồi á vẫn nói với sư là gì? Anh xưng tôi.
Đó, cho nên đây là một cái nỗi đau ở trong cửa Phật, một cái nỗi đau đối với gì, đối với các Phật tử, đặc biệt là những vùng xa xôi nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của đất nước, của khu vực. Tăng ni không có, chùa tuy có đấy, nhưng mà đều làm sai pháp hết. Vì sao mà làm sai pháp? Vì hàng ngày các Phật tử đi ra chùa cúng Phật đó, vẫn cúng rượu, cúng thịt, vẫn giết gà, mổ lợn để tế tự với nhau ở trong cửa Phật. Ở trên huyện Ba Vì, năm 2017, Phật lịch 2061 vừa rồi, có một ngôi chùa ở ngay trung tâm thị trấn huyện Ba Vì, ở thị trấn Tây Đằng. Cái hôm mà các cụ làm Phật đản, đồng thời cũng là làm lễ an vị tượng Phật, một ngôi chùa cũng nhỏ nhỏ thôi, không có sư trụ trì, có mấy trăm Phật tử, gọi là Phật tử nhưng mà nói đúng hơn là mấy trăm bà vãi, mấy trăm cụ già, đi ra và cử nhau ra thay nhau ra trong chùa. Chúng tôi gửi giấy mời đi họp. Các cụ ở đó thì bảo rằng chúng tôi không cần phải đi họp, không cần phải sinh hoạt cùng giáo hội. Chùa dân chúng tôi có hàng nghìn năm nay rồi, chẳng có sư chúng tôi vẫn trông được chùa, chẳng có sư chúng tôi vẫn thắp hương thắp khói bình thường, vẫn cúng lễ mùng một ngày rằm bình thường, vẫn làm lễ Phật đản, vẫn làm lễ Vu Lan, vẫn làm lễ vào hè ra hè bình thường, vân vân và vân vân. Cho nên mời đi họp các cụ không đi, mở khóa giảng pháp để gần gần khu vực đó để cho các cụ đến, các cụ nghe, các cụ hiểu, cũng không đi, nhất định không đi. Có một vài Phật tử và vài cụ trẻ trẻ đi về, các cụ già nói rằng các bà mà đi ra mà nghe mấy ông sư bà sư nó trao nó truyền giảng cái giáo lý đạo Phật, các bề bà về các bà làm loạn chùa lên thì chúng tôi đuổi ra khỏi hội vãi của chùa. Khi chết chúng tôi không đến đưa ma, và khi chết chúng tôi không cho mượn phướn mượn cầu thì bà chỉ có vào địa ngục thôi. Cho nên lo, đi một lần, lần thứ hai không dám đi nữa, vì sợ các cụ già là đuổi ra khỏi hội vãi. Vì khi chết là sợ các cụ già không cho mượn phan mượn phướn để bắt cầu để về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chính vì cái sự u mê đó, sự vô minh đó, cái sự ngã mạn đó, cho nên đã không biết lại còn càng không biết thêm. Tuy sống gần chùa, ở trong cửa Phật đó, nhưng cái lễ Phật đản vừa rồi các vị biết không? Đang trong cái lúc mà thịt lợn nó rẻ đó, vừa qua cái trúng cái dịp đó thịt lợn nó rất là rẻ, nó xuống thậm chí còn rẻ hơn cả một cân thịt lợn, một cân hơi lợn nó còn rẻ hơn cả một cái cân gì, một cân rau xanh ở ngoài chợ, rẻ hơn cả một cái cân khoai tây ngoài chợ. Cho nên á, cái hôm đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 tức 2017 vừa rồi, cả làng họ giết 3 con lợn, giết tại chùa để làm lễ Phật đản. Chuyện có thật 100%. Ngày đản sinh của Đức Phật mà họ giết 3 con lợn, mời cả làng ra để dự lễ Phật đản và ăn cơm, mở tiệc ở tại trong cửa chùa. Đó, đây là một cái nỗi đau của Phật giáo. Mình muốn hướng đạo cho họ biết mà họ nhất định không nghe. Mời họ đi họp, họ nhất định không đi. Đó, cho nên ở đây này, tôi mới nói rằng tôi nghe và biết được một số các chùa chưa có sư, đặc biệt ở khu vực phía Bắc của Việt Nam chúng ta này, đặc biệt là những ngôi chùa vùng nông thôn, vùng xa nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của khu vực. Cho nên các già, các vãi, các cụ cao niên tuy đi chùa đó nhưng mà không hiểu gì về Phật Pháp cả. Vì vậy ngày xưa khi có người chết, các cụ ấy thường là mua một cái bộ quần áo, gọi là bộ quần áo lục thù hải hội. Lục thù hải hội, lục tức là 6, thù tức là chỉ cho cái đơn vị
cân đong đo đếm ngày xưa, tức là thủ nó rất là nhẹ, nó nhẹ hơn cả một hoa. Chúng ta thì thường là gì, một tấn một tạ, nói theo cái danh từ 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 bây giờ là một tấn, xong đến tạ, xong đến yến, xong đến cân, xong đến lạng, xong đến hoa, hoa xong gì, xong đến thủ, tức là gì, dưới cả một hoa nữa, sáu thủ, tức là chưa được một hoa. Chưa được một hoa. Thì cái áo trong trong kinh Phật nói rằng cái áo của chư thiên trên cõi trời Đao Lợi á, người của chư thiên rất cao, rất to và rất lớn. Áo thì mặc kín người, che thân kín người, từ gì? Từ trên kín thân thể như vậy, nhưng cái áo của chư thiên gì, nặng chưa tới 6 thù, mà nặng nhất cũng chỉ 6 thù trở lại. Thì cho nên chúng ta mới nói là chư thiên mà cái áo nhẹ như thế, thân thể cũng nhẹ như vậy, cho nên họ mới bay lướt ở trên gì, trên trời dễ không như vậy. Cho nên ở đây gọi là cái áo của chư thiên, lấy cái tích là áo của chư thiên là áo lục thù. Người to nặng như vậy, to cao như vậy, xin lỗi, to cao như vậy mà mặc cái áo kín người nhưng mà chưa nặng tới 6 thù. Và khi mà nghe trong kinh Phật nói như vậy, có một số những, thậm chí là có những vị sư, mà những vị sư ở đây ấy, thì nói thật là đúng danh nghĩa là cũng chẳng phải là sư luôn, vì cũng chẳng biết cái gì. Chúng ta biết là ở miền Bắc chúng ta có một thời gian, đặc biệt là từ thời gian chống Pháp và chống Mỹ, một thời gian khá lâu, nhân dân còn gì, không có điều kiện đi đi học, thì huống chi là người xuất gia lúc đó không mấy người được đi học. Đó. Người dân ở ngoài đời không được đi học, thì chú tiểu ở trong chùa thì cũng chẳng có cơ hội nhiều để đi học cả. Mà làm chú tiểu không được đi học thì giả biết cái gì đâu. Ngoài trong ngôi chùa sáng chiêu chiều mộ gõ mõ tụng kinh, trong chuồng nuôi mấy con lợn mấy con gà nữa, và có thêm con trâu và con bò để gì, để làm cái công cụ lao động, làm sức kéo, vì cũng cấy mấy sào ruộng như người dân thôi. Ngày xưa khi chúng tôi mới đi xuất gia, chúng tôi nhớ là vào thăm một cái sư cụ ở trong 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 một cái chùa ở trong Liệp Tuyết Quốc Oai. Cụ năm đó cũng hơn 80 tuổi, cụ ốm. Năm đó tôi nhớ là năm năm 98 tôi mới bắt đầu vào học trung cấp được một năm, sang năm thứ hai thì tôi về đi thăm sư cụ, về với cùng các thầy ở trong ban đại diện Phật giáo huyện Quốc Oai. Cụ đó khoảng hơn 80 tuổi. Đi đến thì cái chùa của cụ, vào trong chùa của cụ thì có rất nhiều chậu và xô ở trong đó. Tôi hỏi là thế thế bạch cụ, chùa của cụ làm sao mà để nhiều chậu nhiều xô trong này thế? Thế cụ mới bảo là ôi giời, sư ông à. Thế cụ gọi tôi là sư ông, cụ bảo sư ông à, đấy mới đêm hôm qua nó mưa thì con mang chậu mang xô ra con hứng nước nó dột xuống, sáng nay thì bận quá cũng chưa vội để cất đi. Đấy, con chỉ mong cả đời, tâm nguyện của con chỉ mong làm sao đảo được lại cái ngói thôi, con cũng không mong là làm là được cả ngôi chùa, mà chỉ mong đảo lại cái ngói thôi, nhưng mà cũng không có tiền, không đủ tiền để mà làm. Mấy năm nay chăn nuôi thì thất bát. Cụ nói như thế, mấy năm nay chăn nuôi thì thất bát. Thế tôi mà hỏi cụ chăn nuôi cái gì mà cụ bảo mấy năm nay chăn nuôi thất bát. Cụ bảo đấy, nuôi mấy con gà thì cái đến mùa đông là nó chết hết, nuôi mấy con lợn thì mãi nó chẳng lớn cho. Thế tôi bảo cụ cũng nuôi gà nuôi lợn à? Bảo có chứ thầy, có chứ sư ông, và không nuôi thì lấy cái gì? Đấy, nho ăn bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn chưa đủ tiền để đảo lại ngói đấy. Và tôi ra đằng sau thì đúng cụ có 4 5 con lợn, nó cứ bé bé coi quài rồi. Bảo là có một bà vãi bà ở đây, bà vãi hộ, bà ở và chăm sóc cụ, và bà cũng rồi chăm sóc luôn mấy con lợn và cả cái đàn gà đấy, có hơn chục con đấy, cả con gái, con mái, con trống, rồi mấy con gà con cái loan toàn ở ngoài sân, cứ tưởng là gà nhà người ta đến nó bay vào chùa, mà hóa ra là gà của nhà chùa, gà của sư cụ nuôi đó. Cuộc sống ngày xưa vất vả như vậy, các cụ không được đi học đi hành, cho nên một thời gian họ bảo là phải một thời gian, chúng ta biết là trước năm 81 đang còn trong cái thời gian bao cấp á, thì vận động là toàn dân là chăn nuôi, cho nên chùa họ cũng giao cho chỉ tiêu là gì, nuôi mấy con lợn.
Mà nó khi nuôi được lớn lên một cái thì không phải nhà chùa không đem bán, mà đem gì, đem sung công quỹ ngân khố của thôn của xã, và họ lại tính ra bao nhiêu cân lợn hơi đó thì được bao nhiêu cân thóc, đổi ra quy ra thóc hết đó. Cái thời đó nó thế, cho nên các cụ bây giờ cái thời đó quen rồi. Sau này, sau năm 1981 rồi, sau năm 75 rồi, sau năm 1981 rồi, thậm chí là đến năm 1998 khi chúng tôi đến, cụ vẫn cứ nuôi như vậy đó. Cho nên đấy là nói về, cụ nói về một số các chùa nữa. Tôi biết là tôi đến một cái ngôi chùa đó ngày xưa tôi đi học trung cấp, tôi đến ngôi chùa đó, sư cụ ở đó chính là người gì? Sản xuất áo lục thù hải hội để bán cho các vãi và bán đi các chùa khác ở ở quê. Đó. Thì khi tôi đi học, tôi để nghe hòa thượng chùa Hương với lại hòa thượng pháp chủ, ngài dạy rằng không được cho các Phật tử khi chết, không được cho các Phật tử mặc áo lục thù hải hội để chôn xuống dưới gì? Dưới huyệt, mặc như thế phải tội. Thì hòa thượng bảo vì sao? Vì ở trong áo đó họ in cả hình Phật, hình Bồ Tát và những câu chú của Phật, của Bồ Tát vào đó. Cho nên á, cấm không được cho các Phật tử mặc để chôn xuống dưới huyệt. Và hòa thượng giải thích rằng á, vì sao lại như thế? Vì chúng ta biết rằng á, đối với tranh ảnh, tôn tượng, kinh sách của Phật là pháp bảo để cho chúng sinh á, và chư thiên á, từ hàng thiên long bát bộ và chúng sinh á, nương vào đó để cung kính, để đảnh lễ, để phát khởi chính tín, phát khởi bồ đề tâm. Nay chúng ta vì cái thân hôi thối của mình mà đem mặc vào là đem chôn, chúng ta biết là bình thường còn sống. Các vị cứ thử đi xem, các vị cứ mặc cái áo lục thù hải hội bình thường thì tất cả mọi người đi chùa ai cũng mặc quần áo nâu hoặc quần áo lam. Thế tự nhiên Phật tử làm một bộ quần áo gì lục thù hải hội, mặc cái áo lục thù hải hội như vậy vào, xem chắc chắn là mọi người sẽ gì, sẽ sang sờ trán mình xem có ấm đầu hay không, tức là người có bình thường hay không, hay là bị thần kinh hay bị điên bị rồ đó, chắc chắn rồi. Hoặc là mình đi chợ, đi ra chợ mua bó rau hay mua gì, mua chút thức ăn cho chồng cho con cho người thân, mọi người sẽ ăn mặc bình thường, mình chúng ta mặc cái áo lục thù hải hội đó đi ra mua đó, họ sẽ bảo gì, bảo chúng ta chắc chắn bị điên chứ không phải nghi ngờ gì nữa. Ở thế gian họ còn gì, còn đánh giá người ta như thế, còn huống chi xuống dưới kia là gì, Diêm Vương, Ngưu Đầu Ngục Tốt, thấy chúng ta gì bất kính với gì, với Phật, với Bồ Tát, dùng cái áo có gì, có hình Phật và Bồ Tát để mặc lên trên người, như vậy là chúng ta bất kính với Phật và Bồ Tát. Chúng ta cứ xem, cách đây mấy năm về trước, tôi đọc một cái bài báo ở bên Mỹ, có một cái hãng thời trang, nó may quần áo phụ nữ đó, quần áo con của phụ nữ đó, nó may hình Phật và Bồ Tát vào cái quần áo con của phụ nữ, và cả thế cả cộng đồng tăng ni Phật tử trên toàn thế giới lên lên án cái công ty đó và kêu gọi tăng ni Phật tử trên toàn thế giới tẩy chay công ty đó, kêu gọi tất cả những người yêu chuộng hòa bình và những người có niềm tin, đức tin tôn giáo, không chỉ Phật giáo mà cả Thiên Chúa giáo, cả gì các tôn giáo khác như là Hồi giáo vân vân ở trên thế giới, đều tẩy chay không chỉ cái mặt hàng của công ty đó mà tẩy chay tất cả các mặt hàng của công ty đó, và không bao lâu công ty đó bị suy sụp và phá sản. Cái ông chủ tịch hội đồng quản trị phải nhảy từ lầu 20 xuống đất để tự tử trắng tay. Đấy là quả báo gì? Quả báo coi thường cái đức tin tôn giáo của những người có đức tin tôn giáo ở trên thế gian này. Đó. Đấy là cái quả báo đấy. Quả báo hiện tiền ngay trước mặt. Thế còn ở chúng ta đây là nếu là một Phật tử, lấy danh nghĩa là một Phật tử mà còn gì? Còn mặc cái bộ quần áo lục thù hải hội có cả hình tượng của Phật và Bồ Tát ở trong đó, in ấn ở trong đó, và có cả những câu thần chú của Phật, của Bồ Tát in ấn vào trong đó, đem quấn cái thây chết của chúng ta. Mà thây chết của chúng ta thì có thơm tho gì không? Chắc chắn không. Trong kinh Đức Phật, kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói này, sau khi chúng ta cắt đứt hơi thở, tức hít vào không thở ra nữa, gọi là chết đó,
Vài tiếng đồng hồ sau, người bình thường thì bắt đầu là dần dần là cái bụng nó trương lên, cái thân nó xanh lại, nó xám lại, nó đen lại. 10, 20 tiếng đồng hồ sau thì kiểu khiếu bắt đầu là chảy những nước hôi ra, hơi hôi, nước hôi ra. Kiểu khiếu là gì? Hai tai, hai mắt, hai mũi, miệng và đại tiểu tiện, vân vân. Đó, thì đấy là gọi là kiểu khiếu thường lưu, tức là chín cái nơi ở trong cơ thể chúng ta thường là chảy hơi hôi ra. Và sang ngày thứ hai, thứ ba một cái thì bụng bắt đầu nó trương to lên và cái hơi hôi lại thường chảy ra chín cái lỗ đó càng nhiều hơn. Và đến một khoảng một tuần thì bắt đầu cơ thể chúng ta bắt đầu phân hủy, và cái bụng hoặc là nơi nào sung yếu có thể là nó bục ra, và tất cả những cái sự bẩn thỉu nhất ở trong thân thể của chúng ta thấm hết lên hình tượng và thần câu thần chú của Phật được in trên cái áo lục thù hải hội đó. Và như vậy các quý vị hỏi rằng rồi quyền kinh kỳ cầu nữa, nói cả quyền kinh kỳ cầu nữa thì cho đặt vào tay, cầm lấy quyền kinh kỳ cầu đó. Và tôi cũng nghe một số các cụ già xưng là danh nghĩa Phật tử, tôi gọi là xưng là danh nghĩa Phật tử, nhưng thực thì họ không phải là Phật tử. Vì họ gì? Khi học quy tam bảo là do mấy ông thầy cúng, gọi ông thầy thống ở chùa, không có sư, ông thầy thống, ông lập đàn, ông lên, ông lễ Phật, ông truyền giới cho, ông thỉnh Phật xong truyền giới cho. Cho nên thì gọi là danh nghĩa Phật tử thôi, chứ không phải là một Phật tử thực sự đắc giới ở trong cửa Phật chúng ta. Cho nên các vị đó vì không đắc giới, vì không được học, không được hiểu, cố chấp. Cho nên họ nói rằng khi chết như vậy mặc áo lục thù hải hội vào, tức là có Phật, có Bồ Tát bảo vệ cho mình, cho nên không sợ bị ma vương quỷ sứ nó bắt nạt nữa. Đấy là cái thứ nhất, lý do thứ nhất là mặc áo lục thù hải hội. Lý do thứ hai là gì? Mặc áo lục thù hải hội vào á, cái áo đó nhẹ cho nên gì? Thần hồn, thần xác thì nằm lại ở dưới đất, nhưng mà thần hồn của mình mới bay về với Phật được một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Cho nên họ mặc cái bộ quần áo đó. Và họ cầm quyển kinh kỳ cầu ở trên tay, tức là ôm trên bụng á. Thì thường người mất, sau khi mất ấy, thì họ hay để lên trên bụng này, tức là để quyển kinh kỳ cầu vào, ôm lên trên bụng, để vào trong bụng chỗ rốn. Mình nhận thấy là hai cái tay là gì? Đặt lên, hoặc là một cái tay con trai thì đặt tay trái vào trong bụng và tay đặt quyển kinh kỳ cầu, đặt quyển tay gì? Tay trái ôm lên. Hoặc là con gái thì đặt tay trái xuống vào trong bụng và đặt quyển kinh kỳ cầu vào giữa và đặt tay phải lên trên, vân vân. Đó là cũng có nhiều nơi họ làm khác, họ nói làm như thế. Có quyển kinh kỳ cầu trong tay á thì xuống đó không có ma vương quỷ sứ nào có thể đánh bắt chúng ta được, không có ai làm gì chúng ta được, và chúng ta được về với Phật. Tôi nói với các lấy một cái ví dụ cho các quý vị nghe. Bây giờ có một kẻ gì? Cướp của giết người hoặc buôn hàng quốc cấm, bị công an là gì? Truy lùng gắt gao. Và kẻ đó gì? Chạy ra hàng, có cái hàng bán kinh sách hoặc đến chùa xin thỉnh một quyển kinh, và gì? Nó cầm ở trên tay và nó chạy trốn lệnh truy nã của gì? Của công an, của cảnh sát. Có được không? Các vị nghĩ xem, chạy có được không? Vị đó có chạy được không? Có trốn thoát được không? Cầm quyển kinh ở trên tay, ôm quyển kinh trên tay để chạy trốn lệnh truy nã của gì? Của pháp luật quốc gia. Có chạy trốn được không? Các vị trả lời có chạy trốn được không? Không. Chắc chắn là không. Cho dù vị đó gì? Có cầm hàng chục quyển kinh. Có đi trước thì cầm kinh, sau thì gì? Điệu kinh. Tức là gì? Điệu tất cả một cái hòm kinh ở đằng sau nữa để chạy trốn, để mong rằng mình có kinh ở đây rồi thì sẽ chạy trốn được pháp luật quốc gia. Không được. Hoặc khi đã tạo tội lỗi như vậy rồi, giết người, cướp của, buôn hàng quốc cấm như vậy rồi, bị pháp luật ra lệnh truy nã rồi, truy tố truy nã rồi, thì vì đó có thể gì? Đem mặc cà sa, cạo tóc vào chùa cũng không thể trốn được. Có thể trốn được một vài ngày, một vài tháng, một vài năm, nhưng không thể trốn mãi được. Đây cho nên có tránh được không? Vì có vào chùa rồi nhưng có tránh được pháp luật không? Không tránh được. Cho dù
Có mặc áo lục thù hải hội thì chắc chắn là Diêm Vương Ngục Tốt vẫn hỏi như thường, mà thậm chí là còn cho thêm, phải phạt thêm cho một cái tội là gì? Bất kính với gì? Với Tam Bảo. Phạt thêm cho một cái tội là do vô minh không chịu học hỏi. Thêm hai cái tội nữa, bất kính với Tam Bảo và vô minh không chịu học hỏi, tức là ngu dốt mà không chịu học hỏi, cố chấp. Đó. Rồi một cái tội nữa này là coi thường pháp, tức lấy kinh điển của Phật để cho vào trong quan tài để chôn theo thầy thầy chết của mình. Đó. Cho nên ở đây trả lời cái ý thứ thứ nhất của câu hỏi Phật tử này, và Phật tử hỏi ý thứ hai là gì? Khi cải táng, tức là tục lệ Việt Nam chúng ta sau khi chết được 3 năm, 4, 5 năm rồi đó, thì gọi là thay áo, sang cát đó, gọi là cải táng. Có nơi gọi là thay áo, có nơi gọi là sang cát, có nơi gọi là cải táng, vân vân. Thì người ta hay bỏ vào trong tiểu, trong quách vàng hoặc bạc để ngăn ma quỷ bắt nạt, việc đó có đúng không? Tôi xin trả lời là trong Phật giáo chắc chắn không có dạy như thế. Còn ở tôn giáo khác thì tôi không biết, tôi không không bàn, tôi không nói, nhưng mà được xem vào cái, nếu mà y vào giáo luật của Đức Phật thì chắc chắn không có chuyện là con người ta sau khi chết, chết rồi mấy năm sau cải táng thay nhà mới, vân vân đó, tùy theo cách gọi, mà cho vàng bạc vào trong đó thì ma quỷ không bắt nạt, chắc chắn không có chuyện đó. Mà cho nhiều vàng bạc vào chỉ là cái tổ cho gì, nếu mà cái bọn mà nghiện ngập á, bọn trộm cướp á, nó biết được là mình nhà mình nó cho khoảng vài chỉ hoặc là một vài cây vàng vào trong cái tiểu quách á, thì có khi mấy hôm sau có xây mộ rồi nó cũng khoét mộ gì, nó chui từ dưới chui lên để nói gì, nó lấy. Đó. Năm ngoái tôi cũng đọc thấy một cái bài báo ở dưới hình như Hải Dương hay sao, bắt được một cái trường hợp này, nghi là cậu ta đã phục gì mấy ngày mấy đêm trời mưa trời gió để đào, nhưng khi đào đào được đến gần sáng thì có người đi lấy nước ruộng phát hiện ra, với lại về báo dân làng ra vây và bắt bắt được, thì nó nói rằng này, nó nghi là cái người chết kia nghe người ta nói là để cho mấy chỉ vàng vào trong 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 miệng của người mất, cho nên nó ra nó đào trộm để nó lấy, nó chỉ xin mấy chỉ vàng thôi chứ nó không có ý gì ác. Nó bảo xin mấy chỉ vàng xong nó thì nó lại lấp lại chứ nó không có ý gì ác, vì nó bảo là nó đói lắm, nó không có tiền. Thế thôi, trong cuộc sống nó đói nó không có tiền thì bây giờ cho người chết như thế nó phí đi, cho nên nó ra gọi là nó xin. Đó. Nên nó lấy lý sự là như nó xin, nhưng không biết là cái vụ đó sau này thì pháp luật họ xử như thế nào thì tôi cũng không rõ, về không không thấy những bài báo tiếp theo nó viết về cái vụ xử đó như thế nào nữa. Đó cho nên đó, gọi là gì, mang họa vào thân. Hay là chúng ta thấy là những cái ngôi mộ của các vua chúa quan lại, các chế độ phong kiến Việt Nam cũng như Trung Quốc và các nước ở thế giới ngày xưa, những người chết mà cho thì nhiều của cải vàng bạc châu báu đi theo để chôn cất đó. Nhưng chắc chắn là trên cái ngôi mộ đó không có yên, không đời này thì đời sau, không đời sau thì đời sau nữa, nhưng ngôi mộ đó sẽ bị kẻ gian là gì, đào trộm và đập phá mà thôi. Cho nên đừng có dại gì mà gì cho vàng bạc vào trong gì, trong quan trong quách. Ma quỷ gì nó không sợ cái đó đâu, nó đâu có sợ. Và Phật tử nó hỏi ý thứ ba là khi người thân chúng con mất thì chúng con nên làm gì để tốt nhất, làm gì tốt nhất khi có người thân mất thì tốt nhất đó là tụng kinh Địa Tạng và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường để hồi hướng cho người đó, đó là việc gì, việc tốt nhất, không có việc nào tốt hơn nữa cả, không có một việc nào tốt hơn đó. À, sang câu hỏi thứ ba, có Phật tử hỏi rằng thưa thầy, tại sao khi về chùa dự pháp hội là nước mắt con cứ ứa ra chỉ muốn khóc? Con dâu con bị sảy thai, con đã ăn chay tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, xin thầy cho con một lời khuyên. Phật tử này hỏi có mấy ý. Ý thứ nhất là tại sao khi về dự pháp hội là nước mắt con cứ ứa ra và muốn khóc? Đắc chắc là cũng có do cái duyên lành hay là do gì? Về chùa Phật tử này có một cái sự cảm động gì đó, hoặc là nhìn thấy chư tăng ni ở trong chùa ân cần với các Phật tử, lo cho các Phật tử từng ly từng tí để các Phật tử gì được tu học trong suốt ngày mấy ngày dự pháp hội, cho nên do cảm cái đức của chư tăng cho nên gì, cho nên là mình cũng có thể ứa nước mắt và muốn khóc.
Hoặc là nhìn cái gì, nhìn thấy một cái ngôi chùa nó trang nghiêm, nó thành kính như vậy, trong lòng mình khởi cái niềm gì, niềm an vui hạnh phúc đến tột độ, thì cũng có thể gì, cũng có thể ứa nước mắt và muốn khóc. Đó là gì? Nước mắt hòa chung với niềm gì, hoan hỷ vui mừng, thì cũng có thể có nước mắt trào ra. Sự đau khổ thì cũng có nước mắt trào ra, mà sự hoan hỷ thì cũng có nước mắt trào ra. Đó, chúng ta tùy theo. Bây giờ Phật tử không nói là nước mắt trào ra vì buồn hay là vì vì vui, mà chỉ nói là về pháp hội thì nước mắt cứ trào ra muốn khóc thôi. Cho nên đây tôi cũng không rõ là cái Phật tử này là ứa nước mắt khóc, ứa nước mắt khóc là vì hoan hỷ hay là vì vì là ứa nước mắt khóc là vì buồn, vân vân. Cho nên chúng tôi cũng chưa thể nào nói rõ được, nhưng đây theo như tôi phán đoán á, thì đây là chắc là nước mắt vui mừng thôi, do cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã từng thân cận Tam Bảo, gần gũi cúng dường chư tăng, thân thừa với chư tăng, cho nên nay đến được gặp đạo tràng tăng ni đông đông vui như vậy, sống với nhau thanh tịnh hòa hợp như vậy, mà đặc biệt là tăng ni chùa Khai Nguyên thì rất hay gần Phật tử, lo lắng cho Phật tử từng ly từng tí. Cho nên có thể vì vậy mà thì Phật tử thì cứ nhìn thấy chư tăng, nhìn thấy chùa một cái là cái niềm cung kính, tôn trọng và hoan hỷ nó phát khởi ở trong gì, trong a lại gia thức, rồi thông qua mặt na thức và chuyển qua gì trên ở các căn trên thân thể của chúng ta, khiến cho nước mắt cứ trào ra và tâm thì cảm động muốn khóc. Đấy, chuyện đó là một chuyện bình thường thôi, không có gì xấu đâu, tôi nghĩ là tốt thôi, không có gì. Nên lần sau có khóc thì cứ khóc to lên một chút xong rồi thôi thì cũng được, cũng không sao. Nhưng mà khóc thì vừa vừa ra tí thì thôi, không có khóc nhiều quá. Họ đến họ khuyên không thôi, họ có khi lại thành gì? Lại thành ma não. Vui mừng quá mà không dừng được thì lại thành ma não, nó đến nó ám nhập vào thì lại khổ. Ý thứ hai Phật tử hỏi là con dâu con nói rằng Phật con dâu con mới bị sảy thai, con đã ăn chay tụng kinh 100 ngày. Xin thầy cho một lời khuyên. Cái việc mà con dâu có thai xong lại lại sảy thai thì cái này cũng là một cái điều, nó cái duyên, nó chưa gì, nó chưa đến lúc vậy thôi. Phật tử với cũng khuyên con dâu và con trai của mình là cũng nên là bố thí phóng sinh tu phúc cũng giảng làm việc thiện nhiều hơn nữa, đặc biệt là nên gì, nên chịu khó tụng kinh Địa Tạng nhiều hơn nữa. Trước đây một ngày mình có thể tụng có một quyển thượng, thì bây giờ phát tâm lên tụng một ngày thêm một quyển trung hoặc quyển hạ nữa, nếu được ngày cả ba quyển thượng trung hạ là tốt nhất. Và để hồi hướng, trước tiên là hồi hướng siêu độ cho gì, gia tiên cửu hiền thất tổ và những oan gia trái chủ của bản thân chúng ta, và con trai con gái con dâu con rể cháu chắt trong gia đình chúng ta, và đặc biệt là gì, hồi hướng cho cái vong thai nhi mới mất đó, đó. Không được chưa được sinh ra chưa được làm người đó, thì hồi hướng cho họ để đi, chúng ta sẽ tăng thêm phúc thêm thọ, tăng thêm công đức duyên lành nhé. Thì có thể một thời gian sau thì con dâu của cụ lại tiếp tục để lại có thai và sinh em bé thôi. Và đặc biệt là pháp hội Quan Âm tháng 9 này, cụ và Bảo cả được con trai và con gái nó được nghỉ, thì nó hoặc là nó xin nghỉ lấy 3 ngày đó, nó lên nó tham dự pháp hội Quan Âm trong 3 cái ngày đó, thì 3 ngày pháp hội đó là dành cho vấn đề gì? Cầu bình an, cầu tự tức là cầu sinh con đó. Nhưng đôi vợ chồng mà gì, cưới nhau không thì 5 năm, 10 năm thậm chí hơn nữa, thuốc thang cầu cúng các nơi không khỏi á, thì đến đây tham dự cái pháp hội đó mà gì, mà sám hối mà cầu nguyện, thì Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng các ngài thế gì, có đầy đủ lòng từ bi công đức và thần thông để có thể dẫn dắt cho những thần thức, những linh hồn đang được muốn đi đầu thai hoặc là và sắp được đi đầu thai, thì sẽ gì? Sẽ đầu thai người có phúc báo tương tự với gì và hợp duyên với con dâu con trai của mình á, thì nó sẽ nhập thai và làm gì, làm con làm cháu trong gia đình nhà mình thôi. Đó, rất nhiều trường hợp được rồi, cho nên trường hợp này Phật tử thì trước hết là vẫn tiếp tục tụng kinh Địa Tạng và tụng được một ngày cả một bộ quyển thượng quyển trung quyển hạ thì càng tốt.
xong rồi hồi hướng phát nguyện cầu Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng sớm gì, sớm cho con trai và con dâu mình sinh được đứa con, mình thì có đứa cháu đích tôn đó. Nhưng mà đặc biệt pháp hội Quan Âm tới thì nên đến, cả gia đình đến thì là tốt nhất, không thì bảo vợ chồng nó đến, hoặc mình cụ đến thì nó cũng chưa được thành tâm lắm, vì vợ chồng nó đến được nữa là quý, đi được hai vợ chồng là càng quý, mà không thì chồng đi hoặc vợ đi cũng được, tùy theo điều kiện hoàn cảnh gia đình đó. Người ta ở tận miền Nam người ta còn ra đây được cơ mà, ở tận bên Mỹ hay là ở tận bên Pháp, bên Úc người ta còn về đây cơ mà. Mấy năm trước có một cái cô Phật tử, con gái của bà Phật tử rất thân với chùa, hơn 40 tuổi mới lập gia đình, cho nên cưới nhau cũng 2-3 năm vẫn không thấy có tin tức gì cả. Đi bệnh viện làm xét nghiệm thì họ bảo rằng cũng bình thường thôi, nhưng mà tại sao không sinh con, họ bảo có lẽ là do già quá rồi, hơn 40 gần 50, cô vợ hơn 40 gần 50, chồng cũng vậy. Thế là chữa thì 2-3 năm chữa bên Pháp không khỏi, rồi sang cả bên Mỹ, bên đấy các nước tiên tiến về cái việc đó cũng không khỏi, về Việt Nam làm cũng không được, chữa cũng không được, thụ tinh nhân tạo vân vân đó, cái gì gì đó của khoa học của y học tôi không rõ lắm, cũng không được, mấy lần thì đều không được. Nhưng sau đó thì tôi bảo bà mẹ của cái cô ấy đó, thôi bảo vợ chồng nó về theo một cái pháp hội, ngày đó chưa có pháp hội Quan Âm, mới chỉ có pháp hội Địa Tạng thôi, và hai vợ chồng nó cũng ở từ bên Đức nó về, sống bên Đức chứ không phải bên Pháp, xin lỗi, ở bên Đức, hai vợ chồng ở bên Đức về, về nhà theo dự chọn 3 ngày pháp hội. Và cách đây 2 năm sinh, không chỉ sinh một đứa mà lại còn sinh đôi nữa, sinh một lần mà sinh đôi nữa đó. Hơn 40 tuổi sinh một lần, sinh hai đứa con một lúc đó. Sinh đôi, cả vợ cả chồng đều vui đó. Cho nên đây thì là cái chuyện mà tâm linh chúng ta không thể giải thích bằng gì, bằng khoa học được. Bảo khoa học, bảo tôi giải thích bằng logic, bằng khoa học, bằng khoa học biện chứng thì tôi chịu, tôi bó tay, tôi không thể giải thích được. Nhưng mà những sự việc nó xảy ra như vậy mà nó có cái sự mầu nhiệm như thế của rất nhiều những đôi nam nữ cưới nhau mà khó sinh con, họ tụng kinh Địa Tạng, họ theo pháp hội Quan Âm, họ lên chùa Tản Viên để xin cái nước giếng chùa Tản Viên để họ uống ấy, thế tự nhiên về là có con. Thế nên về là một vài tháng sau, thậm chí có người về một vài tuần sau là gì, là có em bé, mang thai em bé. Thế cho nên chúng tôi không giải thích được. Vì vậy mà khuyên Phật tử là gì, cũng nên nhất tâm tín kính, tiếp tục thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, và đặc biệt là khuyên cả con dâu mình cũng nên đọc tụng nữa thì càng nhanh. Đến pháp hội Quan Âm tháng 9 này, hình như là 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch thì phải. Cái lịch như vậy các vị có thể xem thông báo trên trang web của nhà chùa thì sẽ rõ hơn. Vì tôi thì nhiều việc cho nên lắm khi cũng không nhớ lắm, xem trên thông báo trên trang web. Câu hỏi thứ tư, có một Phật tử hỏi rằng: kính bạch thầy, con có một thắc mắc, khi lâm chung an táng tốt hay hỏa táng tốt, rắc cho ra sông thì có tốt không ạ? Một Phật tử hỏi rằng khi lâm chung thì an táng tốt hay là hỏa táng tốt? Cái nào cũng tốt, an táng cũng tốt mà hỏa táng cũng tốt, tùy theo cái gì, cái tâm của chúng ta thôi. Mà một cái điều quan trọng nhất á, trong kinh luận Đức Phật dạy mà các tổ sư, đặc biệt các tổ sư Ấn Quang Đại Sư và Đại Lão Pháp Sư Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không á, thường dạy á, tốt nhất sau khi chết á, chúng ta nên để sau 8 đến 12 tiếng đồng hồ mới động vào thân thể, mới di rời thân thể, mới tắm rửa cho gì cho cái thân thể đó, và thay quần áo và nhập quan phát tang, làm gì thì làm. Sau cái thời gian đó thì chúng ta muốn chôn thì chôn, muốn cất, muốn thiêu thì thiêu, không quan trọng. Nó chỉ là cái gì, cái xác không hồn nữa thôi. Chúng ta biết là có những trường hợp chết xong đi hỏa thiêu, hỏa thiêu xong một cái là về nhập vào con cháu, cái vong nó nhập vào con cháu hoặc là người thân trong gia đình, kêu là gì? Nóng lắm, nóng lắm, cứ kêu nóng lắm, không chịu được. Thế là gì? Cả dòng họ là hoảng loạn lên, bảo là và từ giờ trở đi thì đấy do thiêu mà gì mà nóng. Thì các vị đấy chỉ nghe là do thiêu mà nóng thôi. Thì cũng có trường hợp đến nói với chúng tôi thì chết xong bắt đầu đem đi chôn,
chôn thì chôn ở dưới cánh đồng ấy, ở ngoài dưới 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 xuôi chúng ta chôn thì hay là chôn cánh đồng nó có nước. Thì bắt đầu là về thì chôn xong một cái thì là các cụ vong ấy đi về nhập vào người thân trong gia đình, bắt đầu là cứ bắt đầu là ngập ngập không nói được, và hỏi cái gì cũng không nói được. Và khi mãi thì khai khẩu qua thì bảo là ấy, người nhà gì dìm xuống nước mà chết, tức là chôn thì cái chỗ gì có nhiều nước thì chết đuối đó. Thì lại cũng có những trường hợp chúng tôi gặp rồi, do chôn thì có những nơi ở trên cái vùng bán sơn địa, chôn trên đồi, chôn trên đồi thì sau khi chôn xong cái vong đó lại về nhập vào người thân và con cháu trong gia đình và người thân, và nói rằng là gì, là bị ngạt mà chết, không thở được, cứ ôm họng rồi cứ ôm ôm cổ họng, tự mình ôm họng và lăn lộn, hỏi gì cũng không nói được, và hỏi mãi rằng mãi á, niệm Phật hay là dùng cái biện pháp gì đó thì để khai khẩu cho á, thì nói là gì, không thở được. Vì sao? Chết ngạt. Các Phật tử chúng ta thử nghĩ xem, chọn cách chết ngạt tốt hơn hay là chọn cách chết gì, chết đuối chết hơn, hay là chọn cách gì chết cháy chết hơn? Các Phật tử chúng ta chọn cách chết nào tốt hơn trong ba cách đó? Cháy thì nóng, nóng mà chết. Chôn vùi xuống dưới đất á, thì ngạt mà chết. Chôn vùi xuống dưới đất mà đất có nước á, thì gì, cho nước nó vào mà gì, đuối mà chết. À, đuối chết, ngạt chết và nóng chết, ba cái chết đẩy như nhau, ba chết như nhau các vị ạ. Cái chết nào cũng như nhau. Chết cháy á, thì gì? Lửa cháy to thì nó vèo một cái thì chết, mà lửa cháy nhỏ nó cứ từ từ nóng dần mà chết, dãy giụa mà chết á. Còn nó ngạt á thì gì? Thở hít vào nhưng mà không thở được ra, vì cái đất nó dày hàng gì mét 2 mét á, nó không thể khí, không khí vào, không khí dương không thể vào được, chỉ có âm khí ra đó, hít vào không thể là bật hơi ra được, khiến cho chúng ta gì ặc 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 lên thì khó thở, ngạt thở mà gì mà chết cũng như thế thôi, ngạt nước tương tự như vậy. Đó, cho nên á, ba cái chết đó, chết chôn dưới nước thì đuối mà chết á, thì cũng khổ, chết chôn ở trên gì, trên đồi, trên triền đồi á, không có nước á, thì ngạt mà chết cũng khổ, mà đem vào lò hỏa thiêu á, mà thiêu á thì do nóng mà chết cũng khổ. Vậy làm cách gì cho gì cả ba cái chết này gì đều khổ? Trong kinh Phật, Bồ Tát và các tổ giảng giải có dạy chúng ta là gì, ít nhất Ngài Ấn Quang Đại Sư trong Văn Sao nói rằng ít nhất phải sau 3 tiếng đồng hồ mới được động vào thân thể. Con người ta sau khi mới chết á, thì cứ để nguyên đó, ví dụ đem vào trong trong cái giường của họ, đem nằm vào đó, bắt đầu mắc cái màn lên, nếu có người á thì ngồi chung quanh để niệm Phật cho, gọi là trợ niệm á, thì là tốt nhất, hoặc là tụng kinh cho là tốt nhất. Nhưng Ngài Pháp Sư Tịnh Không nói rằng trong cái lúc con người đã chết rồi á, hoặc là thoi thóp sắp chết, thì cái việc tốt nhất chỉ có nên thì dùng một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc 4 chữ A Di Đà Phật, nhất tâm để niệm cho họ, hoặc là A Mi Đà Phật hoặc Nam Mô A Mi Đà Phật. Người nào họ thích niệm A Mi lúc họ còn sống, bởi bây giờ có rất nhiều người niệm A Mi theo Hòa Thượng Trí Tịnh. Cho nên là khi bình thường còn sống họ niệm Nam Mô A Mi Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật thì chúng ta đi chợ niệm thì cứ chợ niệm cho họ bằng A Mi Đà Phật hoặc Nam Mô A Mi Đà Phật. Còn người nào lúc sống họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật thì chúng ta cứ thế mà niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật cho họ. Đó, vì bây giờ chúng ta phải tùy duyên. Người còn sống họ thích niệm A Mi thì niệm A Mi, họ thích niệm A Di thì cũng là niệm A Di cho họ. Đừng câu nệ. À, chúng ta phải tùy nghi phương tiện, tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích. À, tức là tùy thuận theo cái sự mong cầu, mong muốn của chúng sinh, thói quen của chúng sinh nhé, mà chúng ta đem lại lợi ích cho họ. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói là Ngài Ấn Quang Đại Sư trong Văn Sao thì nói rằng sau khi chết phải 3 tiếng mới được động vào thân thể, mới được tắm rửa, mới được nhập quan phát tang. Vì sao Ngài Ấn Quang nói 3 tiếng? Vì thời Trung Ngài Ấn Quang Đại Sư là Trung Quốc còn đang có chiến tranh, nên để lâu quá 3 tiếng thì chắc cái thời gian nó không cho phép. Cho nên Ấn Quang Đại Sư phương tiện nói là 3 tiếng. Nhưng cái thời bình này á, thì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói này, ít nhất phải 8 tiếng cho đến 12 tiếng, để như vậy để trợ niệm cho họ. Nếu các Phật tử là không biết trợ niệm thì mua lấy cái đài niệm Phật, để lấy cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đầu của cái tử thi của người mất kia, cũng có lợi ích đôi chút. Ừ, có lợi ích đôi chút.
Nếu mà gia đình mà bất tín không niệm Phật đó, thì cứ để nguyên trên giường như vậy, mắc cái màn lên để cho thầy coi, coi con mèo con chó thì nó nhảy lên. À, theo các cụ ngày xưa nói là gì, nếu mà người chết mà nằm như vậy mà để cái con mèo á, cái cửa sổ phải đóng lại và mắc cái màn lên, không có để như vậy cái con mèo từ ngoài cửa sổ hay ở trên nóc nhà hay ở trên sàn nó nhảy xuống á, nó nhảy qua cái người chết á, thì bằng một cái hẻm nào đó thì mình cũng chưa giải thích được, khoa học chưa giải thích, mà tôn giáo thì tôi chưa thấy giải thích kỹ. Nhưng mà miễn là con cái người chết mà các cụ nói là con người chết nằm như thế này mà con mèo nó nhảy qua một cái thì tự nhiên cái xác chết nó bật dậy. Mà xác chết các vị biết là chết mấy tiếng đồng hồ và đang nằm như vậy mà tự nhiên bật dậy. Có những trường hợp nó còn bật dậy còn nhảy nhảy tưng tưng như thế này. Thì khủng khiếp lắm. Thì cả nhà bỏ chạy. Rồi sợ sợ rồi vãi linh hồn, nó có khi là bỏ cả cả xác người mất kia mà chạy. Không ai dám về nhà nữa. Cho nên cái đấy là các cụ ngày xưa, đây là cái mà các cha ông chúng ta nhiều đời nhiều kiếp truyền cho nhau, đó là người chết nằm cạnh cửa sổ thì phải đóng cửa sổ lại, sợ con mèo nó nhảy từ cửa sổ nhảy qua. À, mà đặc biệt là cứ mắc cái màn lên đó. À, mắc cái màn lên xong để lên đó cho họ rồi nằm trong đó. Ừ. Niệm Phật hay không niệm Phật thì cứ để ít nhất là khoảng 8 tiếng trở lên là yên tâm nhất, thì khi đó đem chôn đem thiêu thì cũng vô tư, chỉ là cái xác không hồn thôi, còn linh hồn đấy thì đã thoát hoàn toàn, đã khỏi thân thể rồi. Đó, đã hoàn toàn khỏi thân thể rồi thì không sao nữa. Cho nên á, Phật tử này còn hỏi là có nên rắc cho cốt xuống sông hay không? Không quan trọng. Nếu mà sau 8 đến 12 tiếng đồng hồ mà được trợ niệm thì càng tốt. Cái thần thức đã ra khỏi thân thể thì cái cho đó đem rắc ra sông rồi kết duyên gì cho các loài thủy tộc thì cũng càng tốt. Cho đó mà ngày xưa các tổ, những vị tổ sư mà hành Bồ Tát đạo, các ngày cái cho đó còn đem trộn với bột gạo nếp hoặc bột gạo tẻ xay ra, bột gạo, bột ngô hay bột ngũ cốc xay ra xong trộn lẫn với nhau xong rồi cho nước nó sệt 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 xong ném xuống dưới thả dưới sông ấy, để kết duyên với gì các loài thủy tộc, tức là cho nó một bữa ăn. Lúc sống chúng ta chẳng gì, chẳng làm được lợi ích gì nhiều, bây giờ lúc chết tận dụng chút xương này để gieo duyên với loài thủy tộc. À, nhiều vị thiền sư, nhiều vị pháp sư, nhiều vị đại sư tu hành đắc đạo thì các ngài hay phát cái đại nguyện đó. Đấy. Như ở bên Tây Tạng chúng ta thấy này, các vị tu sĩ và các Phật tử họ phát đại bồ đề tâm hành Bồ Tát đạo, sau khi chết họ di chúc là cái thân thể của họ mang lên trên núi đem dốc cắt ra từng bộ phận nhỏ, cắt hết băm thịt thật nhỏ đó để cho các loài chim kền kền và các loài gì muông cẩy muông thú gì nó ăn. À, xương cũng đem chặt ra từng khúc nhỏ nhỏ gì, cho con cáo rồi con sói nó xuống nó gặm nó mang đi nó ăn. À, còn thịt đó thì cho thì kền kền với các loài chim loài sóc nó ăn. À, dốc ra như thế. Tôi xem hai cái đĩa như vậy rồi, một cái đĩa ngày xưa cố hòa thượng viện chủ chùa Hương thượng viên Hạ Thành đi sang Tây Tạng và ghi lại, tôi xem ngày đầu tôi xem tôi hoảng, tôi không dám xem nữa. Nhưng mà năm mấy năm vừa qua tôi lại xem lại một cái đĩa của thầy Chân Thích Chân Tín ở chùa Hoằng Pháp đi thăm Ấn Độ và thăm Tây Tạng, ngài cũng quay lại cái đó và về tôi xem thế sớn cả gây ốc lên. Nhưng lần thứ hai thì tôi xem được trọn vẹn, lần đầu tiên tôi xem một tí là tôi sợ quá tôi không dám xem nữa. À, vì tôi cho rằng gì đấy là gì? Là một cái việc làm là gọi là khủng khiếp, người ta chết rồi mà còn thì còn dốc xẻo này này, các vị biết là tôi nhìn thấy cái đĩa của thượng tọa cố hòa thượng chủ Hương ngày xưa khi đó ngày mới là thượng tọa đó quay ấy, còn thì quay người ta xẻo người ta cắt cắt cái dao nó cùn cùn cứ cắt cắt cứ cứa này. Đấy. Cắt như như bà bán hàng thịt ở ngoài chợ, bà bán hàng thịt ngoài chợ cắt như thế nào thì chúng ta thấy cái đội mà làm cái nghi lễ của Tây Tạng để cắt mổ xẻ thịt người cho các chim thú ở người ta ăn bên Tây Tạng cũng như thế. Đấy, khủng khiếp lắm. Nhưng mà thôi đấy là cái văn hóa, cái nghi thức của họ. Thì chúng ta không thể nói họ là ngoại đạo được, đấy là cái nghi thức của họ. Chúng ta có trên thế giới này có rất nhiều những cái gì? Cái nghi thức mà chúng các niềm tin tôn giáo mà chúng ta chưa thể khám phá hết được. Thì đấy cho nên trả lời Phật tử là rắc ra sông hay là như thế nào đó cũng không quan trọng lắm đâu. Câu thứ năm, Phật tử nó hỏi bạch thầy, con có một đứa cháu ở xa quê, vừa rồi cháu có xây nhà gần hoàn thành thì xảy ra một sự cố là một thợ xây bị ngã giáo ảnh hưởng đốt sống, giờ chưa biết sống chết ra sao. Vì vậy tâm mọi người không an khi ở nhà
và cũng bị thế gian họ gièm pha nhiều. Vậy con mong Thầy chỉ dạy cho gia đình chúng con nên làm như thế nào để âm dương được hài hòa ổn định, và chúng con nên tụng kinh gì để giải nạn cho cả chủ và thợ ạ? Có đấy. Phật tử này cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Một ngày lấy 3 thời, sáng, chiều và tối. Ngày 3 thời, sáng tụng quyền thượng, bát nhã và niệm Phật theo như các sư hướng dẫn, chiều khoảng độ tầm 5 giờ 5 rưỡi tụng quyển trung, bát nhã và niệm Phật, tối khoảng độ 8 giờ đến 8 rưỡi bắt đầu vào tụng quyển hạ. Đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà đọc tụng, nếu có ban thờ Phật thì đọc đối trước ban thờ Phật là tốt nhất, không thì cứ ban thờ thần linh gia tiên mình tụng. 21 ngày ròng rã như thế, hồi hướng, sám hối với các vị long thần thổ địa ở nơi đó, và sám hối với các cụ tổ tiên của mình, và đặc biệt là cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng vân vân gia trì cho gia đình chúng ta, và cầu nguyện là ở trong cái mảnh Bồ Tát Địa Tạng, là ở trong cái mảnh đất gia đình nhà mình đang ở đó, nếu còn vong linh nào mà còn phảng phất, những oan hồn nào chưa được siêu thoát ở trong khu đất nhà mình á, thì nguyện cầu Bồ Tát phóng đại quang minh chỉ đường dẫn lối và thuyết pháp giáo hóa cho cái thần thức, cái vong linh đó được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an lạc, cảnh giới an lành tốt đẹp hơn, đó là cõi nhân hoặc cõi thiên, vân vân. Đó thì khi mà họ được, họ nghe Bồ Tát Địa Tạng á, giáo hóa, dùng thần lực á, để dẫn dắt họ đi đầu thai thoát hóa, thì nó trả lại cái mảnh đất gia đình nhà mình á, là trong sạch. Giống như mà cái đất nhà mình, tôi lấy một ví dụ, nhưng mà nó có gì? Có phân do bùn đất đầy rẫy ra. Nay chúng ta muốn làm nhà làm cửa thì đem hót sạch sẽ đi, đem cào bỏ hết cái đất bẩn nó đi và đổ đất 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 tốt vào, đất đất cát sạch sẽ vào, chúng ta mới làm nhà lên đó, thì ở nó không bị hôi thối, không bị bẩn thỉu, không bị nhàm gớm, tương tự như thế thôi. Và cho nên cũng có trường hợp có những cái oan hồn, những oan gia trái chủ, những vong linh, thậm chí là quỷ thần, nó ở trên cái mảnh đất nhà mình làm nhà lên, thì trường hợp đó ở vào thì cũng có rất nhiều trường hợp là gì? Gặp những cái chuyện là gia đình không được như ý, hoặc là gì, nhẹ thì gia đình lục đục, nặng thì ốm đau, mà nặng nữa thì sinh ra gì, tai nạn và chết chóc một cách là bất minh bất tường. Chúng tôi gặp rất nhiều những trường hợp như vậy, và đã giải quyết giúp đỡ cho rất rất nhiều những gì, những trường hợp gia đình gặp những cái đất cát, nhà cửa mà không yên ổn như vậy được yên ổn. Ví dụ như ở dưới Mỹ Đức, gần quê nhà sư ông Tâm, mấy năm trước tôi cũng thường kể đi kể lại mấy lần, có gia đình có cái anh chàng mà nó bị điên, nó cởi cả quần áo, nó đi lang thang ngoài đường hàng chục năm trời, 6-7 năm trời, gần chục năm trời hay sao, hay là hơn chục năm thôi, nhớ không rõ, lâu lâu rồi lại không nhớ rõ cái thời gian. Nhưng mà có đại ý là có đứa con trai nó bị điên như thế, lúc mà nó nặng á, nó cởi cả quần áo lang thang ngoài đường, có khi hàng tuần, hàng nửa tháng, hàng tháng nó không về nhà, nó cứ gặp gì ăn đấy ở ngoài đầu đường xó chợ, gặp đồ xác thối thì ăn xác thối, thậm chí nó ăn cả phân do ở ngoài bùn đất ở ngoài đường, nó không ý thức được nữa. Nhưng khi bà mẹ lên đây khóc than vãn với chúng tôi thì chúng tôi thấy là gì, thấy cũng thương, cho nên giao cho một hai sư ông xuống tận nhà để xem. Và xong xuống để xem thì sư ông xuống xem thì bảo: ôi thầy ơi, cái nhà này nặng nghiệp lắm, cái thứ nhất là nhà này nặng nghiệp lắm, cái thứ hai đất nhà này dữ lắm, con cảm có một cái cảm nhận là thần linh thổ địa đó không hoan hỉ, mà nơi đó như là có hung thần, có ác ma, có quỷ sứ thì phải, ghê lắm. Con đến đó một cái là tóc gáy con thì không có, nhưng mà nó cứ dựng tóc gáy lên, có nghĩa nó cứ dựng lên, mọi cái ở trong cái cảm giác là nó ghê, mà người thì nó khó chịu, nó bức xúc. Vì những người có cái cảm tu hành được một thời gian thì nó có cái cảm nhận về tâm linh đặc biệt. Tôi ngày xưa khi tu hành tinh tiến, tôi cũng có một số những cảm nhận đặc biệt. Bây giờ thì do gì, biếng lười, nhiều tuổi rồi thì già rồi cho nên lười tu, cho nên bây giờ chả còn cảm nhận gì nữa cả. Giờ chỉ có mỗi cảm nhận thức ăn, ăn ngon biết là ngon, ăn dở biết là dở, nhưng ngon dở thì cũng đều hai bát cho no bụng, thế là qua ngày. Bây giờ chỉ cảm nhận được cái đấy thôi. Cho nên nhờ tôi mới nhờ sư ông
đó xuống thì sư ông về nói với tôi như vậy. Tôi bảo vậy thì bây giờ thì thôi bác đi xuống, bác ấy thì cho bà cụ ấy thỉnh một pho tượng Địa Tạng, bác xuống bác làm lễ an vị cho họ và cho bà cụ thỉnh quyển kinh Địa Tạng, bảo cụ ấy đọc tụng đi. Đọc tụng đấy 49 ngày hoặc 100 ngày vào. Thế là bà cụ nghe nhất tâm đọc tụng khoảng hơn 20 ngày, khoảng 30 ngày hoặc hơn 30 ngày, con tôi không nhớ cái thời gian, nhưng mà chưa đến 49 ngày. Thì tự nhiên là thằng con này, thằng con trai nó về. Nó đi tắm rửa, nó bảo mẹ nó thì nấu cơm nó ăn, và nó bảo mẹ nó là mua bộ quần áo mới cho nó, mua có mang bộ quần áo cho nó mặc. Tắm rửa xong nó đi mặc quần áo xong thì thấy nó bảnh bao ra, nó đi cắt tóc đi nữa thì thôi, hết điên, trở thành người bình thường. Lại biết làm việc gia đình, biết nấu cơm, biết giúp việc cho mẹ và người nhà. Đó. Rồi cũng ở dưới Mỹ Đức đó, trong cái đạo tràng của Phật tử của bà Hê tổ trưởng đã có một đưa dẫn lên một cô điên 5-6 năm. 5-6 năm không làm được cái gì. Đi lên đây, lúc đi lên đây lúc thì cười, lúc thì khóc. Lên chùa cũng không biết đọc kinh vì bài không biết chữ. Ngày xưa nhà nghèo còn bé không đi học, không biết chữ. Thì tôi bảo thì thôi không biết chữ thì cứ lên ngồi mà vái được. Thế lúc đầu thì bà ấy do nó cái tinh thần nó điên cuồng, nó còn loạn tâm, nó còn nặng quá, nó cũng không vào chùa được, vái được, nó cứ lang thang ở ngoài. Thì lúc nào tôi đi qua tôi gặp tôi lại bảo là tôi vái Phật đi. Thế bà lại vái được một hai cái xong lại thôi lại cười hề hề ra. Được một tí thì lại khóc tu tu. Thế được khoảng một tuần như vậy thì bắt đầu thì đỡ hơn một chút, nhưng thấy đỡ hơn một chút là đòi về. Tôi bảo chưa được, ở đây khoảng thêm là 2 tuần nữa cho nó khỏi hẳn đi đó. Thế là ở sang tuần thứ hai tiếp theo thì nó cứ đỡ dần. Sang tuần thứ ba thì lên biết niệm Phật, biết lễ Phật. Và sang hết tuần thứ ba một cái, thế là khỏi. Mấy hôm sau tôi bảo thôi ở thêm tuần nữa để làm công quả, quét dọn chùa chiền để làm công quả cho nó khỏi hẳn nữa thì về. Thế ở thêm một tuần nữa. Thế bà lên bà, hôm tôi đi xuống bếp thì thế bà đi chạy long tong cho bà bảo thầy ơi con khỏi hẳn rồi, thầy cho con đi về để con còn lo công việc, thì nhớ nhà lắm rồi, nhớ con, nhớ cháu lắm rồi. Thế cho con đi về đi. Thế bảo khỏi chưa? Bảo khỏi rồi, con thấy bình thường, không có gì nữa cả. Làm chủ được mình rồi. Thế bảo thế thì về thì chịu khó niệm Phật, không tụng được kinh thì chịu khó niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm vào nhà. Vâng. Thế từ ngày đấy đến giờ 2 năm nay là gì? Cũng khỏi. Không có gì nữa cả. Đó. Thế cho nên ở đây thì chúng ta thấy là có tâm tín kính Tam Bảo, nhất tâm tụng kinh niệm Phật sẽ được Phật gì? Phật Bồ Tát độ cho, thoát khỏi những cái chướng nạn, hạn ách ở trong gia đình chúng ta. Vì vậy mà trường hợp Phật tử này đó, thầy khuyên là cũng nên nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng thì mọi những cái chướng duyên, mọi những cái tai nạn, mọi những cái lo âu, sợ sệt ở trong cái ngôi nhà đó dần dần sẽ tan biến và nhường lại cho gì? Một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và tràn đầy hạnh phúc, với có cả gì? Ông nội, bà nội và con trai, con dâu rồi cháu nội đầy ắp tiếng cười. Nói chung là trong nhà đầy ắp tiếng cười an vui hạnh phúc mà thôi. Nhưng mà phải cố gắng chịu khó hoan hỷ nhất tâm để đọc tụng bộ kinh này từ 21 ngày đến 100 ngày. Một ngày đọc lấy gì? Lấy cả ba thời, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, sáng, chiều và tối. Như vậy thì sẽ tốt hơn. Đó. Có một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con tên là Trương Thị Dung, bạch thầy cho con xin hỏi, có ngân hàng địa phủ không ạ? Có ngân hàng địa phủ không? Vì chị gái con đang ốm nằm trên giường bệnh suốt mấy tháng nay. Nay con lên dự đại lễ cầu siêu từ đầu pháp hội, con thì không có suy nghĩ gì. Nhưng chị gái Trương Thị Lâm đang ốm, chị con có gửi con công đức một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát và bảo con xin nhà chùa làm cho chị con một lá sớ và số tiền ấy, nói là nhờ nhà chùa gửi vào ngân hàng địa phủ Việt Nam ạ. Ôi dồi, chết rồi, tôi không biết giảng cái này như thế nào đấy.
Có một Phật tử hỏi rằng Phật tử này là Trương Thị Dung hỏi rằng là bạch thầy là nói gì? Đầu tiên là hỏi là có ngân hàng địa phủ không ạ? À? Có ngân hàng địa phủ. Tôi khẳng định với các Phật tử chúng ta là có ngân hàng địa phủ. Vì sao tôi khẳng định có ngân hàng địa phủ? Vì dưới đó có gì? Có thập điện Diêm Vương. Nói nôm na là dưới đó gì? Cũng có hệ thống gì? Hệ thống chính trị, kinh tế, tài chính vân vân như ở trên thế gian chúng ta này vậy. Các cụ ngày xưa nói gì? Trần sao thì gì? Thì âm vậy. Quái trần chúng ta có gì? Có các quốc gia, có các tổ chức vân vân, thì ở dưới quái âm họ cũng có gì? Có quốc gia, có các tổ chức. Cho trong kinh Phật nói là có 10 vị Diêm Vương, trong kinh Địa Tạng nói là có các vị Diêm Vương và các vị gì? Quỷ Vương và các vị tiểu quỷ cai quản ở dưới quái âm. Mà chắc chắn là họ gì? Họ cũng có gì? Có quốc gia thì đương nhiên phải có gì? Có hệ thống để quản lý cái đồng tiền, cái tiền tệ ở dưới đó. Có hệ thống gì? Quân đội, công an. Đó. Rồi cũng có gì? Bộ này ngành nọ. Cũng có gì? Có cấp thôn, cấp xã, rồi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương như chúng ta thôi vậy. Đó. Họ cũng có những cái hệ thống chính trị và quốc gia như thế. Cho nên á, tôi khẳng định với Phật tử thì họ cũng có ngân hàng địa phủ. Nhưng mà thôi, cái trường hợp này thầy khuyên là như này, không nên là đem cái công đức hồi hướng cúng dường một pho tượng Địa Tạng là công đức vô lượng. Tuy chỉ có 3 triệu thôi, chắc là công đức pho tượng Địa Tạng nhỏ. Tuy chỉ có 3 triệu thôi, nhưng mà đây là một cái đại nhân duyên. Trong kinh Phật á, trong kinh Đức Phật, kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì? Người nào nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng hoặc là gì? Cung kính cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng thì công đức vô lượng. Nếu người đó đem công đức đó để cầu sinh gì? Cầu sinh lên trời á, thì được sinh gì? Hàng trăm lần, hàng nghìn lần sinh lên cõi trời Đau Lợi. Thế thì lấy cái phúc đó để cầu sinh lên cõi trời Đau Lợi, chứ lấy cái phúc đó để gửi vào ngân hàng địa phủ để làm gì? Chắc là muốn làm quan ở dưới địa phủ hay sao? Hay là muốn làm gì? Muốn làm đại gia địa phủ, dưới địa phủ hay sao? Muốn làm đại gia, làm đại gia trên trời tốt hơn. Muốn làm đại gia, làm đại gia ở cõi người chúng ta tốt hơn. Muốn làm quan thì làm quan ở cõi người tốt hơn. Mà muốn làm quan hơn nữa thì làm quan ở trên cõi trời tốt hơn. Mà muốn làm vua thì gì? Làm vua ở trên cõi gì? Cõi người tốt hơn. Hoặc làm vua tốt hơn nữa thì làm vua trên cõi trời tốt hơn. Trời có rất nhiều cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nguyên dục giới Đức Phật nói là chỉ có bốn cõi lớn, ở trong bốn cõi lớn thì có rất nhiều các cõi trời nhỏ, cho nên có rất nhiều gì, có rất nhiều ngai vàng các vị vua trên cõi trời để cho gì, cho chúng ta chọn. Đây là nói về gì? Cõi dục giới. Còn cõi sắc giới thì nói tựu chung thì có 18 cõi, có 18 gì, 18 cõi, nhưng mà trong mỗi cái cõi lớn đó lại có rất nhiều các cõi nhỏ nữa. Còn vô sắc giới thì có bốn cõi: không vô biên sức xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở xứ thiên và phi phi tưởng xứ thiên. Đó là gì? Bốn cõi trời vô sắc giới. Trong bốn cõi trời vô sắc giới đó cũng có rất nhiều cõi nhỏ và có rất nhiều các vị vua ở trên đó. Nếu chúng ta chưa đủ phúc làm vua thì có thể làm thiên tử, làm thiên nữ, mà thậm chí làm gì? Làm một chúng chư thiên ở trên cõi trời, các cõi trời đó thì phúc báo cũng vô lượng. Làm gì mà phải đi hồi hướng phúc báo để vào gì, gửi cái công đức đó vào trong gì, địa ngân hàng địa phủ ở cõi cõi âm ở Việt Nam để làm ma ở dưới cõi âm hay sao? Thế tùy duyên. Đấy, thì nếu vị này mà gì vẫn cứ muốn gửi, sau khi nghe bài giảng này mà cứ vẫn muốn gửi vào á, nói với chị xem, vẫn cứ muốn gửi vào ngân hàng địa phủ dưới cõi âm á, thì pháp hội lần tới đây này, pháp hội Địa Tạng hoặc pháp hội Quan Âm tới đây này, lên viết lại câu hỏi trả lại chúng tôi, bảo bạch thầy, chị con là gì, sau khi nghe được lời thầy giảng, Phật tử này nên gì, nên cóp cái lời thầy giảng này cho chị nghe, nếu mà chị còn sống thì bệnh á, còn đang ốm nằm trên giường còn sống thì cho chị nghe, nếu mà cụ mà chết rồi á thì cũng đem gì thắp lấy ba nén hương dâng lên trên ban thờ của cái bát hương của chị á, và khấn với chị rằng đây thầy Thịnh thầy trả lời câu hỏi cho chị ở đây. Thì bây giờ chị còn muốn gửi vào ngân hàng địa phủ Việt Nam hay là gửi lên gì ngân hàng cõi trời?
để chị sinh lên là lấy công đức phúc báo cúng dường một tôn tượng Địa Tạng đó để sinh lên lên cõi trời Đao Lợi. Thì chị nói sống cũng nói mà chết cũng nói, sống thì nói bằng miệng, chết thì chỉ sang tai mượn thân con cháu để nói, để làm tin, cho mượn khoảng độ 5 phút thôi, kể xong rồi thì thôi, xong lại đi ra. Đó, nếu mà đây tôi lấy một cái ví dụ nữa là đây, nếu mà chết rồi có thể gì khấn như thế, xong thì cho mượn thân và con cháu để khai khẩu cho nói khoảng độ 3 đến 5 phút. Sau đó thì viết câu hỏi lên, lần sau trả lời cho tôi và chị con. Thay đổi ý định rồi, không muốn gì, không muốn thầy gửi cái công đức cúng dường một pho tượng vào vào trong cái ngân hàng địa phủ Việt Nam nữa, mà muốn thay vào đó là gửi công đức gì, cái công đức mà do cúng dường pho tượng đó lên cõi trời Đao Lợi, hoặc lên cõi trời Phạm Thiên, hoặc là nhân đến là lên các cõi trời cao hơn nữa, mà thậm chí là gửi vào gì, gửi vào ngân hàng công đức của gì, của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế bao giờ chị con tu được vãng sinh thì chị con về đó, chị con thì chị con hưởng. Hay là nếu mà chưa đủ phúc vãng sinh thì chị con gì, chị con thì xin Đức Phật và Bồ Tát thì cho hưởng bằng cách là gì? Bằng cách là sinh, được sinh lên làm người, được phúc báo, được tuổi thọ, và gì, đời đời sinh ra không bị thiếu thốn về tiền tài của cải, sinh ra ở quốc độ nào cũng được, sinh vào một gia đình danh gia vọng tộc, học hành đến nơi đến chốn, có trí tuệ, có địa vị trong xã hội, và đặc biệt là được gặp Phật Pháp và được tu hành dần dần cho đến gì, cho đến ngày giải thoát đó. Nếu mà Phật tử này nói với chị của Phật tử, nếu muốn như thế thì lần sau lên cứ báo với tôi sẽ, đến lúc đó tôi mới đích thân là đánh điện tín đi gửi gì, đi gửi cái số tiền công đức một pho tượng này vào để đến bất cứ một ngân hàng nào ở trên khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, để cho gì, cho chị của Phật tử. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin thầy chỉ giúp con phải làm như thế nào trong trường hợp của con ạ. Trước khi con biết được đến cửa chùa Khai Nguyên, con có nghe một cô đồng nói phải làm một đàn lễ để bắc cầu cho vong thai nhi của con, vì con được cô em dâu chỉ đến để xem bói cô đồng đó là, đó tên là Hoa ở đường Lâm Sơn Tây. Thế là cô đồng đó tên là cô đồng Hoa ở đường Lâm Sơn Tây. Cô đồng xem và bảo con là có một vong thai nhi là con gái rất thiêng và hợp với chồng con, nên phải làm lễ để cuộc sống gia đình con mới bình yên được. Con sợ quá nên cũng nghe và làm theo, mặc dù lúc đó con phải vay mượn tiền để làm lễ đó. Cô đồng Hoa có mời pháp sư đến cúng và mời cung văn đến để làm lễ. Hôm lễ, cô đồng chuẩn bị rất nhiều vàng mã, ngựa, giấy to, nhỏ, hình nhân, quần áo, tiền vàng, vân vân, nhiều lắm ạ. Cùng mấy mâm cơm mặn để sau khi làm lễ mời con nhang đệ tử thụ lộc. Cô đồng lễ và nói là con gái của con phải ăn nhờ cửa điện để đi hầu thánh thì vợ chồng con mới yên ổn, nhất là sức khỏe của chồng con. Con nghe theo và đồng ý gửi điện cô đồng Hoa và có hứa là khi nào rảnh sẽ lên điện cô để lễ cho con gái. Sau một thời gian, con chưa kịp lên lại lần nào nữa thì được biết cô đồng đó lừa rất nhiều người, hay đến lễ đi vay tiền của mấy nơi xã hội mà chính cô đồng đó có số điện và chỉ đến để vay tiền chơi lô đề. Thời gian đầu thì cô trả đủ, sau đó dần dần không trả và lại đi vay và nói đi vay giúp cô thì gánh đỡ hoạn nạn. Chính em dâu con hiện tại đã bị cô lừa đi vay hộ gần 300 triệu, nhiều quá. Và cũng đã một vài lần cô đồng đó nói với em dâu con
là về nói con đi vay tiền hộ cho cô, nhưng cô em dâu con đã không nghe. Nhà con cũng đã hỏi người quen bên công an vào giải quyết để tránh cho những người sau. Khi nghe xong thì người quen bảo không can thiệp được. Hiện tại cô em dâu con phải vay họ hàng bạn bè để trả tiền cho xã hội, cho cô đồng ấy. Vì cũng có nhân duyên, con cũng được biết đến chùa Khai Nguyên và cũng được đạo tràng Sơn Tây làm trợ niệm cho bố con mất ngày 20 tháng 6 dư năm 2017. Hiện tại bố con chưa được 49 ngày. Câu hỏi mà cứ như là một lá thư, như là một bài văn. Con cũng đến chùa viết sớ cầu siêu và bài vị cho bố con gia tiên và có cầu siêu cho diệu âm của con, thế vong linh thai nhi đó. Con phát tâm cúng giảng Tam Bảo một pho tiền Địa Tạng để hồi hướng cho hương linh bố con tại chùa khóa tu ngày 11, 12, 13 tháng 7. Hôm đó con đã làm lễ quy Tam Bảo tại chùa ạ. Con mới đến chùa nên chưa hiểu nhiều về Phật Pháp. Sau 3 ngày đại pháp hội đó, ngày nào con cũng đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trước là để được hiểu Phật Pháp, sau là quen để mỗi khi vào pháp hội, con có thể đọc kịp theo các Phật tử. Và gần đây, hầu như hôm nào con cũng nghe các bài giảng của Thầy và ăn chay trong những ngày chay hàng tháng. Con đã phát nguyện sẽ đến chùa vào những ngày Thầy tổ chức pháp hội, vào 2 ngày nghỉ cuối tuần vì con vẫn đang phải đi làm, để được nghe Thầy giảng Pháp và tu về Phật Pháp. Nhưng trong lòng con canh cánh một nỗi lo, không biết cái vong thai nhi con trước gửi cửa điện của cô đồng trước kia có theo được cùng con đến chùa Khai Nguyên cùng con mỗi làm lễ không ạ. Cùng con chắc là cùng con mỗi khi làm lễ không ạ, thiếu chữ khi, hay là mỗi lúc làm lễ, vân vân. Và hôm trước con cũng xin đăng ký lễ cầu siêu vong thai ở chùa Phổ Linh ở Hà Nội vì con lấy chồng và làm việc ở Hà Nội ạ. Sẽ tổ chức ngày 25 tháng 8 âm lịch. Con hoang mang với cái vong thai đó, con không biết phải làm gì Thầy ạ. Chiều nay khi Thầy giảng Pháp có thông bạch sẽ trả lời các câu hỏi trực tuyến vào 8 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, nên con gửi mail này kính xin Thầy giúp con và chỉ con nên phải làm như thế nào ạ. Con rất mong Thầy sớm giúp con ạ. Con luôn chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe để trị dẫn và giảng Pháp cho tất cả chúng con ạ. Để chỉ dẫn và để trị dẫn. À thì Phật tử này chắc là đánh sai, đánh máy sai, và chắc là run quá, đưa câu hỏi run quá, hồi hộp quá, nên là viết nó dài như vậy. Nhưng mà viết dài như vậy tâm sự mới đã kiểu là... Thôi thì cái trường hợp này thì bây giờ Phật tử phải gì? Phật tử này phải hiểu rõ như thế này. Hôm rồi đi quy rồi mà, cho nên là Phật tử giờ phải hiểu rõ này. Cái thứ nhất, hiện tại Phật tử đó hiểu rõ cái bà đồng kia gì? Là bà đồng gì lừa đảo rồi. Mà đã lừa đảo thì không có thần Phật, không có thánh thần nào là ủng hộ những kẻ đi lừa đảo như thế cả. Cho nên á, bây giờ chắc chắn bà ta thì cũng không có cái quyền uy, không có phép thuật gì để bắt cái vong thai nhi đó ở bên cái điện của bà ấy để hầu hạ là không có. Không thể làm được điều đó nữa. Cho nên á, Phật tử thì yên tâm tuyệt đối, đó là không phải sợ cái vong thai nhi, tức là con của đứa con nhỏ của Phật tử ngày xưa, hoặc là phá thai hoặc là sảy thai đó, chúng tôi không rõ lắm. Là không sợ là gì? Là cháu còn phải gì? Phải bị bắt ở trong cửa điện của bà nữa. À, chắc chắn như vậy, Thầy khẳng định như vậy, không phải lo. Một cái điều thứ hai mà để Phật tử có niềm tin và yên tâm, đó là qua 3 ngày đại pháp hội tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày hàng chục nghìn người, có ngày đến hàng 15.000 người cùng đọc tụng thọ trì bộ kinh này như vậy, công đức vô lượng vô biên, làm kinh động cả tam thiên đại thiên thế giới.
mười phương chư Phật tán dương khen ngợi, mười phương chư Đại Bồ Tát vân tập để cộng tu, mười phương chư Thiên Long bát bộ hộ pháp để cùng đến để học pháp. Tất cả các vị Diêm La Vương và chúng thiện quỷ thần ở trong kinh Địa Tạng đều câu hội để chứng minh, để hội trì và để học tập cùng tu tập với chúng ta. Cho nên nếu mà Phật tử đã 3 ngày tham dự cái pháp hội đó rồi thì yên tâm, không phải sợ là cái đứa con của mình còn bị bắt bớ ở trong cái bà đồng, cái điện, cái phủ bà đồng bóng đó. Nếu cháu nó chưa được siêu thoát thì chắc chắn rằng bây giờ cháu nó cũng được tự do tự tại rồi, gì để theo mẹ, để tụng kinh niệm Phật. Và một ngày nào đó hội đủ duyên lành thì cháu nó sẽ được gì, được Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm dẫn dắt cho cháu nó đi đầu thai, ít thì cũng được làm người, có phúc báo đời sau, mà nhiều đấy có thể cháu nó còn được sinh thiên nữa cơ. Đấy, Phật tử cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho cháu nó, cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng dẫn đường chỉ lối, phóng đại quang minh, khai tâm khai tính cho cháu nó, và Phật tử cũng gì cũng khai tâm cho con, để con được sớm đi gì thoát hóa đầu thai. Chứ ở bên cạnh mẹ đi chăng nữa thì cũng vẫn là ở kiếp cô hồn ngạ quỷ, có sung sướng gì đâu ở kiếp cô hồn ngạ quỷ, ở kiếp gì, ở kiếp ma chơi đầu đường xó chợ, nay chỗ này mai chỗ khác, vất vất vưởng vưởng. Cho nên Phật tử đem công đức tụng kinh vô lượng vô biên của Bồ Tát Địa, kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng gì cho gì cho cái vong thai nhi sớm được đi siêu thoát đó, để thầy khuyên như vậy. Thế còn giờ thì không phải lo nghĩ gì nặng nề nữa, đừng có lo nghĩ nữa. Trong kinh Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo, tâm mình nghĩ là con mình chưa được siêu thoát thì mình sẽ khổ đau, mình sẽ đi vào dẫn thần thức, mình đi vào nơi gì đọa xứ, còn sống mà khổ đau gì như là đã chết vậy. Cho nên cái tâm mình phải có niềm tin tuyệt đối vào lời Phật dạy là gì, người nhất tâm tụng một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem công đức đó hồi hướng được sinh gì, được 100 lần sinh lên quái trời đau lợi cơ mà, 100 lần sinh lên quái trời đau lợi, tiêu diệt tất cả tội chướng ở đời trước, và không chỉ gì, gọi là trả hết nợ đời trước, mà còn được 100 lần sinh lên quái trời đau lợi. Vậy con đem cái công đức đó để hồi hướng cho cái vong linh thai nhi của con, không được 100 lần thì ít nhất nó cũng phải được gì, được 10 lần, được 5 lần, 10 lần. Mà tuổi thọ trên quái trời đau lợi thì trong kinh Phật nói gì? Sống thọ 1.000 năm, một ngày một đêm ở trên đó bằng 100 năm ở nhân gian chúng ta này. Và đặc biệt đó, lên đó thì gì? Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là thiên chủ quái trời đau lợi á, chính là một vị Bồ Tát hóa thân. Ngài là một vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, cũng như là một vị đại đệ tử của các đức Phật khắp mười phương thế giới. Ngài thường là thỉnh chư Phật và chư Đại Bồ Tát khắp mười phương thế giới về tại cung trời đau lợi và thuyết pháp tại Diệu Pháp Đường. Đó. Trên cung trời đau lợi có một cái ngôi nhà rất là rộng lớn, dung chứa được hàng hà sa số chư thiên chúng và chúng quỷ thần cũng như chư Phật Bồ Tát vân tập cơ hội để thuyết pháp. Cho nên cái nhà đó gọi là gì? Gọi là Diệu Pháp Đường, nơi mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thuyền dùng để truyền giảng giáo lý Phật Đà, cũng như là về đạo đức lối sống cho chúng chư thiên tử, chư thiên nữ ở trên cung trời đau lợi. Và hội đủ duyên lành, Ngài còn thỉnh chư Phật và Bồ Tát về tại đó để thuyết pháp. Cho nên là kinh Địa Tạng, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta về thuyết pháp ở tại cung trời đau lợi. Và Đức Phật đã nhận lời, vì mẹ của Ngài sau khi sinh Ngài ra 7 ngày là bà Ma Gia vãng sinh thoát hóa về cõi đó. Cho nên sau khi xuất gia thành Phật, hoằng truyền chính pháp được 12-13 năm rồi thì Ngài mới gì vào núi nhập định, và 3 tháng an cư. Năm đó Ngài không đi an cư cùng với chúng, và Ngài vào núi nhập định ngồi 3 tháng nhập định ở trong núi để mình gọi là xuất thần á, nhưng Ngài gọi là dùng thần thông á để lên thuyết pháp trên cung trời đau lợi. Người thường, người phàm thì thấy Ngài có đang ngồi thiền ở trên gì trong một cái hang đá, nhưng mà thực tế thì Ngài đã dùng thần lực ở thế gian này gọi là xuất thần để lên cung trời đau lợi thuyết pháp báo ân gì công ơn sinh thành của mẹ của mình là bà Ma Gia phu nhân,
và đồng thời cũng là để tán dương công đức về hạnh hiếu của Bồ Tát Địa Tạng, và đồng thời là gì, cũng thuyết luôn kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thành một cái bộ kinh này, thành một hệ thống tư tưởng của một bộ hiếu kinh này, để cho gì, cho đời sau chúng ta nương vào cái bộ hiếu kinh này để phát đại bồ đề tâm, để tu hành, để cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, để giúp đỡ cho những gì, những vong linh và những chúng sinh lầm lạc đang ở trong ba đường ác đạo, cũng như là ở trong gì, trong con đường đang mê lầm ở trong cõi thế gian chúng ta này, đó, sớm phản tỉnh, hồi đầu quy y và sớm được giác ngộ, sớm được giải thoát. Cho nên thì qua bài giảng này, thầy cũng rất mong là Phật tử phải có một cái niềm tin chân chính, niềm tin sâu sắc vào lời Phật dạy ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cũng như các kinh điển của Phật giáo, và khá học rồi, quy y rồi, nghe thầy giảng rồi thì phải nghe hơn nữa, nghe nhiều hơn nữa đi, nghe hết 102 bài giảng kinh Địa Tạng của thầy lần thứ nhất, và nghe tiếp 58 bài giảng lần thứ hai, vì thầy giảng đến bài thứ 58 rồi, lần thứ hai, nghe đi nghe lại mỗi bài giảng lần thứ nhất nghe được khoảng 3 gì đến 10 lần, bài giảng thứ hai cũng nghe đến 3 khoảng đến 10 lần, thì thầy chắc chắn là Phật tử không có một cái nỗi nghi ngờ gì ở trong Phật pháp nữa, và không có thể có ai làm lay động được cái tâm bồ đề của Phật tử đối với gì, với Tam Bảo, với Phật pháp nữa. Không có một ma vương nào có thể làm lay động được niềm tin của Phật tử đối với gì, với Tam Bảo và với Phật pháp đại thừa nữa. À, thì thôi, hôm nay thì buổi giảng xin được tạm dừng ở đây. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.